Sao? Tại vì em làm cho thầu thể hiện nha. Thầy có lột đi lớp thầy. Đúng rồi, chính xác đó. Em đang muốn đi không được đây này. Không có tiền. À, mình đi chơi mình có đi ăn đâu. Đi chưa? Dạ, cái bài này. Đây rồi. Em đang muốn đi mà không được cái này. Hôm nay đi hotel mà. Làm anh cứ cố quá, tiền để cũng đóng nhưng muốn chết mà tiền đâu. Ủa? Chị Dung gì đây mà kêu gửi áo tặng gì đây? Dung Lê này xả có, áo tặng không, cái gì? Chưa xả áo tặng hả? Như còn tặng. Em biết mà, bảo mọi người cũng biết tặng. Ok. Lên rồi. Lên chưa? Lên chưa? Lên rồi. Sao mà yên lặng có vậy? Hello mấy chị nha, chào chị Xin Cờ, chào Hồng Văn Trần nè. Hồng Văn Trần ơi, cái bộ em đặt chị nó có màu xanh đó, em chịu không? Đây chị giơ cho em coi. Em ơi. Dạ. Thần thái em muốn cái tóc tai của chùa vậy em. Ủa tóc tai em đẹp mà, sao vậy? Đó. Tóc tai em đẹp không mấy chị? Sao da cái bù xù lại em thấy đẹp mà ta? Rồi, Hồng Văn Trần ơi, chị đưa cho em coi cái màu này em mừng không nha. Chị có cái màu xanh xanh non thôi, màu xanh bơ đi nè. Màu xanh bơ nha, Hồng Văn Trần, ok, chị để cho. Chị có xanh bơ thôi, không có màu xám nha. Hồng Văn Trần ok, chị để cho, đẹp lắm. Lên like mấy chị ơi. Đẹp quá. Chị bây giờ mới chịu khen đẹp quá hả? Trúng gu của chị rồi đúng không? Thấy thông báo này. Ờ, mà hôm nay được thông báo hả? Không phải, thấy thông báo không thể. Không phải bài của thấy, em. Thấy lên bấm á, cái nhỏ nhầm thời gian của em like nè. Ờ. Rồi, lên thôi. Lên với chị ơi, lên thôi, lên thôi. Lên thôi chứ chạy không được. Là sao? Nè, nó hay quay về nè. À sao? Em. Nó đứng im hả? Kỳ vậy? Mấy chị ơi, mấy chị không coi này không? Sao nó đang im vậy? Chào chị Hương Nguyễn nè, chào Hoàng Hằng, chào chị Mai Đặng, chào Mina ha, chào Sen Bông Lê, chào chị Mai Hoa, chào Lan Thanh Nguyễn Thủy. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ share livestream cho em nha. Chị nào lên rồi chấm một chấm và share livestream giúp em nha. Hôm nay bộ thể thao cực đẹp luôn. Có cả form lớn cho người 60 cân nữa mấy chị nha. Bộ thể thao đi kéo nha. Đây em kéo lên kéo xuống vậy thôi. Đây là một bộ mấy chị ha. Không có mặc áo trong nha mấy chị, nên chị kéo về được thôi ha, không tụt xuống được. Tụt xuống lộ hết hàng. Rồi, có túi như này luôn nha mấy chị. Không phải lầy kìa. Cái túi em lên về luôn nha. Rất là đẹp. Bộ thể thao cô tông bao co dạng thoải mái mấy chị ha, cái này đi chơi nha. Đi chơi đẹp nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Phù hợp với mùa thu đông như thế này mấy chị ha. Cực kỳ dễ thương ha. Nó có hai loại á, loại này loại ngắn nha, có loại dài dành cho 60 cân, 58 cân gì đó mặc ok luôn nha mấy chị. Đó mấy chị lên xe livestream mấy chị ơi. Lên xe livestream nha. Chị xem xanh cốm đi, chị Hoa Thắng thích xanh cốm hả? Bầu Văn Trần nữa rồi. Có bộ này áo dài, có áo dài luôn chị Nguyễn Văn Bằng ơi. Có áo dài luôn nha. Mấy chị ơi chấm chấm xe livestream đã nha. Mọi người xe livestream giúp em hai lần cho cá nhân. Và xe giúp em ba lần hội nhóm nha. Xe hai lần cho cá nhân và ba lần hội nhóm giúp em không mấy chị ha. Hai lần cho cá nhân và ba lần hội nhóm nha. Chị Hoa Thắng à, không phải Hoa Nắng. Chị Hoa Thắng là khách mới đúng không? Đúng rồi. À, chị Hoa Thắng khách mới. Chúc chị Hoa Thắng có chốt hàng á, thì nhớ để lại cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng chị nha. Số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng giúp em nha. Được bạn chưa? Dạ sửa rồi, mấy hôm rồi. Anh ngày mai gọi FPT tới làm việc, mạng cái này yếu á. Mạng cái này hơi yếu á. Múc quá hà. Bộ bao nhiêu à? Vô phát khi em múc liền à. Chào chị Thấm Nguyễn nha, chào Mai Đặng nha. Mấy chị ơi, share livestream đi. Chế nào chưa share nhớ chồng comment cho em share livestream nha. Share liền livestream nha, bao nhiêu bộ hả? Bộ, nói chung là lúc nào mấy chị đến với shop em, lúc nào em cũng bán rẻ hơn người ta khoảng 3-4-50 nghìn gì đó ha. Đó, lúc nào em cũng bán rẻ hơn những shop khác 3-4-50 nghìn gì đấy ha. Đó, cho nên mấy chị cứ yên tâm về chất lượng cũng như giá cả ở bên bình thường hả? Giá cả. À, mấy chị sẽ yên tâm về giá cả cũng như là chất lượng hàng bên em nha. Cái bộ em đang mặc là bộ cô tông mấy chị ha. Là bộ cô tông nha, không phải bộ thường, không phải bộ da cá, không phải bộ nỉ gì nha mấy chị nha. Mà là bộ cô tông ha. Cực kỳ đẹp luôn, xịn và đang mô đen nữa nha. Rất là mô đen và rất là đẹp ha.
Mấy chị ơi, xe live stream em tặng quà rồi mấy chị ơi, hôm nay là đúng giờ nè. Thảo 1m54 à, Thảo giờ đúng rồi Thủy Lôi ơi, em 1m54. 1m54, 55 gì đấy nha. Vui thì nó lên 55 mà buồn nó xuống 54 thì chị Thủy Lê ơi. Rồi. Ống xuân hay bỏ em ống bo nha chị ơi, ống bo đang mua đen ha. Năm nay ống bo mà ống xuân thì nhìn nó không có mua đen, tại vì đi chơi là nó phải ống bo. Ống bo là tay một viền như thế này này đó. Nó mới dễ thương được, nhìn nó trẻ trung mà nó đẹp ha. Đã chia sẻ xem mông lê. Nay có áo dài luôn hả trời yêu? Ủa? Ai nói bà có áo dài vậy? Ai tiết lộ có áo dài vậy? Chưa có áo dài. Nhưng mà em đã đang áo dài đâu mà ai tiết lộ có áo dài vậy? Rồi. Ok, xe cho mấy chị nào xe rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Chị nào xe rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Có chị nào bị lắc hay không xem được không báo em biết nha. Hello Ngân Nguyễn nè. Chào Lê Thảo Nguyên nha. Chào Lê Thảo Nguyên. Rồi mấy chị ơi, vô xe live stream giúp em nha. Chị nào chưa chia sẻ điểm danh, nhớ là điểm danh đã chia sẻ giúp em nha. Mới 27 lượt chia sẻ thôi. Mới 27 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Mới 27 lượt chia sẻ thôi ha. Xe tặng quà nha. Đây, đem quà lên là mấy chị hết hồn rồi, đẹp lung linh luôn ha. Tặng một cái dâm xinh xắn đáng yêu luôn. Đây, tặng một cái dâm xinh xắn đáng yêu luôn nha. Một cái dâm cánh tiên luôn nha mấy chị. Đó, sọc cực kỳ đẹp như thế này nha. Đó, dễ thương chưa. Tặng nguyên một cái dâm luôn. Dành cho chế nào xe live stream nha. Và đặc biệt là mấy chị nhớ là xe 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. Đó, thấy đẹp chưa. Quá xinh luôn ha. Có túi luôn nha. Cái dâm gì đâu mà nó đẹp dã man luôn. Đó, mấy chị thấy chưa. Nó đẹp dã man luôn mấy chị ơi. Nó đẹp không chừa phần ngay luôn á. Đẹp quá đẹp. Xe live stream điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Nhớ là điểm danh đã chia sẻ giúp em mấy chị yêu nha. Đã chia sẻ giúp em ha. Bộ Thảo mặc 1m58 có ngắn không? Không ngắn Thủy Lê ơi. Chị từ 1m6 đổ về là ok chuột nhất nha chị nhá. Từ 1m6 đổ về giùm em nha. Từ 1m6 đổ về giùm em. Còn chị là 1m5 cũng mang ok luôn. Tại vì nó là ống bo cho nên nó sẽ không bị dài thướt tha, mà nó bo lại ở phía dưới đây. Lúc nào nó cũng mặc tới đây hết á. 1m5 cũng mặc tới đây mà 1m6 cũng tới đây luôn nha. 1m6, 1m5 gì cũng như nhau hết luôn. Ngô Thị Đào đã chia sẻ nè. Chị Lê Thảo Nguyên đã chia sẻ nè. Sen Mông Lê đã chia sẻ nè. Chia sẻ nhanh tay mấy chị ơi, chia sẻ 2 phút rồi thôi ha. Chia sẻ 2 phút rồi thôi nha mấy chị. Xe 2 phút nữa là mình vô nha. Mình vô luôn nha mấy chị nha. Xe 2 phút nữa là vô nha. Tika Vũ. Hello chị Tika Vũ. Cô chết rồi. Ủa, chia sẻ nào mà bác xác nhận em tính gì trời. Chắc là em thêm bạn là cái gì đó nhanh, nhiều bất ngờ. Xác định ảnh của bạn bè. Ủa gì nặng quá vậy. Thêm gì. Mai lên. Sao bác xác định xác định ảnh bạn bè luôn đúng vậy. Nặng quá vậy. Cái này là nặng nhất luôn á. Xác nhận ảnh bạn bè là nặng nhất luôn á. Hello Bích Hạnh nha. Chào Bích Hạnh. Mấy chị ơi, xe like hết chưa? Anh chia sẻ được rồi hả? Anh chia sẻ được rồi hả? Em chia sẻ đây nè. Thấy. Ừ, ok. Ngon lành. Bà Thanh Hòa vô chưa? Bà Thanh Hòa dạo này chia sẻ mà toàn bị chặn không à? Dạ vâng, đợi em xíu nha mấy chị. Đợi em xíu em chia sẻ rồi nha. Chị nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ giúp em ha. Nói chung là cứ chia sẻ là sẽ được giá ưu đãi hơn những người khác mấy chị ha. Chị nào chia sẻ sẽ được giá ưu đãi hơn người khác. Cho nên mấy chị nhớ share live stream giúp em, lên trang cá nhân và hội nhóm nha. Nhớ là share lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nha. Ok. Rồi chuẩn bị tặng quà nữa chị ơi. Tặng quà một phát rồi mình lên đồ ha. Ok. Nhớ là xe live stream rồi điểm danh là đã chia sẻ giúp em ha. Hiện tại là lượt chia sẻ quá kém đi cho nên chưa like được. Mới có 100 lượt chia sẻ thôi. Bà Hòa đâu rồi? Hòa ơi, gọi tên Hòa trong bao nỗi nhớ. Rồi em lên đồ tặng đi. Lên đồ tặng nha. Lên rùi gái, lên rùi hả? Rồi, đây. Tặng nha, chuẩn bị comment nè. Đẹp quá. Chuẩn bị comment cho em nè. Comment mã cho em là mã tặng đẹp.
Nhớ là tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Mã là tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giúp em ấy chị ha. Em chia sẻ chị thấy không? Không có thấy thì Thủy chia sẻ. Chị có thấy Giang chia sẻ thôi. Rồi thì Thủy chia sẻ rồi đúng không? Ok, để đến chị kiểm tra cho cá nhân nha. Rồi comment mã tặng đẹp giùm em đúng chị ơi. Tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ nha. Tặng đẹp. Tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giùm em. Tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Rồi tặng đẹp, tặng đẹp, tặng đẹp. Tặng đẹp, tặng đẹp. Tặng đẹp chơi đây, tặng đẹp chơi đây. Ok Lê Thảo Nguyên nha. Thank you Lê Thảo Nguyên. Hiền bị nhóm chia sẻ chẳng chia sẻ rồi hả? Facebook nó chẳng không phải nhóm đâu. Facebook nó chẳng á. Rồi tặng đẹp này, tặng đẹp, tặng đẹp, tặng cái người comment thứ 6 đi. Người comment thứ 6 nha. Vì Hiền nhớ là chia sẻ trang cá nhân giúp em đi Hiền ơi. Hiền chia sẻ trang cá nhân giúp em nha. 1, 2, 3 3 nè 4 nè 4 rồi 5. Tặng đẹp tặng cho người comment thứ mấy anh? Mới đọc xong thứ 6 đúng không? Thứ 6. Thứ 6 tặng đẹp là của chị Ngô Thị Đào. Chị Ngô Thị Đào số đuôi là 684. Chị Ngô Thị Đào 684 là người comment là thứ 6 nha, tặng đẹp nha. Mấy chị nhớ là comment một lần giúp em thôi. Chị Ngô Thị Đào comment lần thứ 3 mới comment đúng cú pháp. Ngô Thị Đào á là người comment thứ 6 nha, tặng đẹp. Đúng không? Đúng rồi. Ngô Thị Đào. Ngô Thị Đào. Người comment thứ 6 này. Số đuôi là 684 này. Tặng ha. Rồi tặng em đầu tiên cho Ngô Thị Đào mấy chị nha. Tặng em đầu tiên cho Ngô Thị Đào. Tặng tiếp nha mấy chị ơi, tặng tiếp nha. Tặng tiếp, tặng em áo màu nâu này luôn. Dành cho chế nào xe live stream 2 lần của nhóm và 3 lần cho cá nhân giúp em. Rồi tặng màu nâu này. Comment cho em mã của nó là mã 4000 kèm số điện thoại đi. Đây, mã 4000 kèm số điện thoại cho em. Tặng một em áo lụa nâu nha. Áo lụa nâu phối với lại vong kiến nha mấy chị nha. Lụa nâu phối với vong kiến. Comment cho em mã của nó là mã 4000. 4000 cho em. Mã 4000 tặng cho người comment đầu tiên đi. Mà 4000 tặng cho người comment đầu tiên nha. Người comment đầu tiên 4000 cho em đầu tiên. 4000. Người comment đầu tiên nha. 4000 người comment đầu tiên là Sen Bông Lê ha. Người comment đầu tiên là Sen Bông Lê. Sen Bông Lê. Sen Bông Lê đằng sau lưng anh. Chị Ngô Thị Đào gì với lại Sen Bông Lê. Sen Bông Lê tặng luôn nè. Tặng cái Sen Bông Lê mà 4000 nhé. Tặng cái Sen Bông Lê 4000 nè. Kiểm tra chia sẻ hai người giúp em nha. Kiểm tra chia sẻ hai người giúp em ha. Trời mẫu này nha. Mẫu em đang mặc. Em lên cái bộ này trước đó chị ơi. Bộ này thì quần thoải mái lắm. Chị Ngô Thị Đào đã chia sẻ. Chị Ngô Thị Đào đã chia sẻ ha. Ngô Thị Đào đã chia sẻ. Các bạn xem bà thấy bà chia sẻ và nhóm thì nhiều. Chia sẻ cho tôi cho cá nhân đi bà ơi. Sen Bông Lê đã chia sẻ nhóm mà chưa chia sẻ trang cá nhân, quay ra chia sẻ trang cá nhân cho chế nha. Sợ chồng phát hiện mua đồ nè. Chắc rồi. Mẫu này, mẫu này. Chị Ngọc Ân, cái bộ em đang mặc. Cái bộ em đang mặc bộ cô tông mấy chị ha, bộ thể thao cô tông giá là 130 mấy chị ơi. Mấy chị mua 2 bộ là còn giá 125 nha. Ok, mua 2 bộ chứ mua 2 bộ là còn 125k một bộ. Một bộ là 130 mấy chị nhá. Mua 2 bộ là được giá 125. Mua 2 bộ được giá 125 một bộ nha. Một bộ là 130, 2 bộ được giá 125 một bộ. Nhớ giùm em nha mấy chị nha. Tại vì có số lượng ít á. Màu này số lượng ít chứ không có nhiều ha. Rồi bộ này là tầm 1m6 54 cân đổ về em bao hết màu mặt tròn nha. 1m6 54 cân đổ về bao hết luôn. 1m6 quần không bị ngắn nha mấy chị nha. 1m6 quần không bị ngắn. Chị nào ơn cái bộ em đang mặc comment liền cho em mã số 1. Mã số 1 kèm màu giúp em nha mấy chị ơi. Mã 1 kèm màu. Mà màu siêu đẹp luôn á mấy chị. Cái chất của nó đã lắm. Cái chất cô tông á. Trời ơi mặc nó đã cái mùa này. Mà mặc cái bộ này em nó thích giả mang luôn. Bộ dây khóa đồng hoàng mấy chị. Bộ dây khóa keo á. Mấy chị không thích mặc cái này làm thành bộ. Mấy chị mặc riêng. Mấy chị mặc riêng làm mà áo khoác được luôn. Trời ơi, nó đã. Nó sướng rơ người luôn thật sự. Mặc cái chất nó mát mà. Mà chất nó mát và chất nó đã lắm. Nói chung là mặc cái mùa này. Mà mùa lạnh lạnh là nhất luôn á. Đi nắng được luôn. Đúng không gì? Nhiều màu. Có nhiều màu. Đây 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 màu đây màu đây. Màu hồng, màu cam, màu đen, màu vàng, màu trắng.
hồng, cam, đen, vàng, trắng nha. Đây là bốn màu. Một hồng chú út xinh đẹp. Một hồng chú út nót lại, hồng đang mặt rồi. Bà út mà hai nhà bên đây, hôm nay hen đây, hôm nay hen đây. Hôm nay ngon đây. Một vô hồng chú út. Vô mạnh, vô mạnh. Một trắng như thế nào đây, mét 654 con đổ về nha. Một trắng buồn buồn lấy làm mặc áo khoác không luôn cũng được nha mấy chị nha. Mặc một bộ được, mặc làm áo khoác được luôn nha. Đây, quần ống bo như thế này mấy chị ha, quần dài mét 6 bao màu mặc đẹp luôn. Bao cho mét 6 luôn nha. Rồi tiếp tiếp. Một trắng, một vàng, một đen, một cam. Một cam cho em luôn nha, một cam luôn. Chị nào lấy một comment một liền tay cho em. Ba gì ta? Bà Hoàng Hảo, chưa không xem có gì hot không? Đầy thứ hot luôn, bây giờ quan tâm buổi tối đi bà ơi, đừng xem buổi trưa nữa. Buổi trưa qua live rồi. Buổi trưa qua live rồi ha. Một cam và hồng cho bà Du Minh Nguyên, một đen cho Thủy Lê. Thủy Lê là Thủy Lê nào nha? Anh Thủy Lê các cuộc phim mới. Ở đây bắt đầu rồi nha, đến giờ live nha, là lòng tung rồi nha. Rồi một đen cho Thủy Lê. Thủy Lê đó, Thủy Lê 458 ý. 458 hả, một cam cho bà Xinh Còi. Một cam cho Xinh Còi, viết đi nhanh lên, nhanh lên. Thế ra. Một cam cho Xinh Còi. Ôi chị đẹp, với thêm một trắng chưa? Một trắng cho chị Út. Một trắng cho chị Út xinh đẹp. Trắng hồng hả? Ok, được. Trắng hồng, trắng với hồng cho Út nha. Vậy là còn một vàng thôi. Vàng thì còn một chiếc thôi, mấy chị không lấy là khách sỉ em lấy luôn đây. Đây, màu vàng đấy nha, màu vàng chỉ còn một cái vàng thôi. Cái này mấy chị, bà mua một cái áo khoác không, giá của nó là 120 rồi nha. Đây một bộ luôn mà giá, một bộ cô tông luôn mà giá có 130 thôi. Mua từ hai bộ còn có 125k thôi nha. Mua hai bộ còn 125 thôi. Đó, rất là rẻ và đẹp luôn. Mấy chị tranh thủ mà hốt đồ nha mấy chị, mùa này mà mấy chị mặc bộ thu đông này là nhất luôn đó. Ấm mát, dễ thương mà đẹp lắm, lịch sự nữa ha. Đây bộ màu vàng đây. Chị nào ơn vàng chốt luôn, không thảo chốt vàng luôn. Thảo mà chốt vàng luôn là mà chứ hết hàng mua luôn. Là hết nha. Qua bộ khác mấy chị ơi. Tình kinh khủng. Rồi tiếp nha mấy chị, tiếp nha. Trời ơi cái này ít lắm, không có nhiều đâu. Bán xong cái này là em qua đầm qua váy nữa. Đó, cho nên mấy chị nhanh tay mà chốt. Mẫu này số lượng ít thôi, không có nhiều. Em phải ít nha, cái này chị em chốt hết rồi. Em không còn nhiều đâu mấy chế ơi, mấy chế. Tranh thủ chốt nha. Với lại cái này không có nhiều mà về mấy chị. Không có nhiều mà về ha. Rồi, bộ dạng như vậy luôn. Đó, sọc thôi mấy chị ha. Dạng này mét 6 này 58 cân đổ về ok nha. Mét 6 58 cân đổ về ok hết nha mấy chị nha. Bộ này bộ dài ha. Em ơi, ghim thấy không hàng vậy chứ. Ok, cảm ơn Hoàng Hảo nha. Em xin báo cái này là dạng áo khoác này đó, là mấy chị mua không, cái áo này giá là 125 rồi, bộ cotton á. Đây, cái áo khoác cotton này 125, 120 bộ cái áo khoác rồi. 120, 125 cái khoác rồi, đợt này ở bên Đăng Đông nó khuyến mại cho thêm cái quần. Mã 1 em chỉ còn một màu vàng thôi mấy chế ơi. Còn một màu vàng, bơ vàng, kiểu vàng, gần như vàng bơ ấy. Rồi bộ này nha, bộ này ống xương nha mấy chị nha, bộ này ống xương nha, ống xương không phải ống bo. Tay bo nha, quần là quần ống xương, cô tông hết, xịn mà đẹp giả mang luôn. Đây, mét 658 cân đổi về ok luôn. Rồi chị nói ơn bộ này comment liền kem mã số 3, chốt số 3 kèm, ở số 3 thôi, chốt số 3 cho em được rồi. Ưng mẫu này chốt mã 3 cho em. Mã 3 mấy chị nha, kiểu mã 3 đẹp quá, bộ cô tông nha mấy chị ơi. Chứ không phải chất nỉ hay chất da cá gì đâu nha. Bộ cô tông nha. Đó, giá có 125 thôi, nếu mà mấy chị mua từ hai bộ nha, xịn mà đẹp giả mang, một cái áo là giá 120 rồi. Hàng chất từ cho hàng đẹp từ chất liệu cho tới kiểu dáng. Rồi chốt nhanh, bộ ba đúng không? Bộ ba có số lượng nha. Ba có số lượng giùm em. Có 3 2 bộ cho Yumi Nguyên. 3 2 bộ cho bà Yumi nha. 3 2 bộ cho bà Yumi. Chị nào lấy 3 comment 3 nhanh tay nha mấy chị ơi, comment 3 nhanh tay giúp em nha. Comment 3 nhanh tay nha. Rồi, 3 2 bộ cho bà Yumi. Ai lấy 3 rồi chốt mà 3 giùm em nha, chốt mà 3. Để em lên bộ khác nha mấy chị nha. Lên bộ khác nha. Ai lấy 3 chút nhanh tay giúp em nha. Đây nó luôn đúng không ta? Không. Lại đúng nhau. Cái màu nó hơi khác nhau một xíu nha mấy chị. Khác em ơi. Khác nhau luôn hả? Khác nhau đi. À hai bộ này giống nhau nè. Không. Hơi khác một tí. Nó từng là sọc sọc mà. Đây giống nhau nè. Rồi. Vậy là số 3 có. Số 3 nào? Cho chị Hằng Nguyễn nè. Số 3 cho Hằng Nguyễn. Chị Hằng Nguyễn nhìn kỹ mẫu giúp em nè chị ơi. Ừ, chị Hằng Nguyễn biết rồi.
Rồi ghim cho hàng 11 bộ đầu tiên này. Hàng 11 bộ thứ nhất này. Để em ghim là chị Hằng Nguyễn bao nhiêu cái like xong rồi báo luôn. À, chị nhớ à. Trời ơi công nhận mặc cái bộ này ấm ghê luôn á. Mặc hồi hoạt động nóng hay là nóng luôn. Trời mùa này mặc là mặc là nhất. Mùa này mà thế nào ngoài mùa lạnh đó mà mặc cái bộ này là nhất luôn á. Mặc nó ấm nó đã vô cùng luôn mấy chị ơi. Đã lắm lắm luôn á. Rồi tiếp nha mấy chị tiếp nha. Rồi bộ này giống vậy luôn nhưng mà họa tiết hơi khác một chút. Cái sọc của nó có 7 sắc đẹp số hơn ba một chút. Số 3 cho chị Hiền Dinh. Số 3 cho Hiền Dinh. Rồi số 5 cho em luôn. Cái sọc này là sọc đỏ xanh nha mấy chị. Sọc đỏ xanh cho em có logo nha. Logo theo rất là đẹp luôn mà. Số 5 cho em. Mà 5 cho em có túi luôn. Cái khóa không bán riêng mấy chị mà tách ra bán riêng nha. Khóa không là giá 120 rồi mấy chị ha. Giá 120 một cái khóa rồi nha. Rồi comment nhanh tay giúp em bộ dây khóa mã số 5. Cắt đi. Mã số 5 cho em, mã số 5 nhanh tay mấy chị ơi, bộ này số lượng ít không có nhiều nha, số lượng ít không có nhiều. Mã số 5 cho em rất là đẹp luôn, siêu đẹp, siêu xịn và siêu đẹp luôn mấy chị, chất cô tông cực kỳ đẹp ha. Cô tông loại 1 mấy chị ha, cô tông này là loại cô tông xịn nhất của các loại luôn nè. Cái bộ này bộ siêu xịn luôn. Rồi chốt mã 5 liền tay giúp em nha, mã 5. Còn 3 lấy thêm, ok chị Hiền Dinh 2 bộ mã số 3 nha. Vậy là hết mã 3 rồi, chị Hiền Dinh 2 bộ này là hết mã 3 nha. Ok. Vậy là em hết mã 3 rồi. Rồi mã 5 cho em đi, chị nói mã 5 chốt mã 5 luôn. Đây xuống mã 5 này. Mã 5 cho em nha, mã 5 nha. Cầm bên 5 nhân tay giúp em nha. Mã 5, Nguyễn Văn Bằng mã 5 luôn này. Nguyễn Văn Bằng mã 5 luôn ha. Nguyễn Văn Bằng chị Hiền Hà Nội mã 5. Chốt cho Hiền Hà Nội mã 5 này. Chị Hằng Hà Nội. Ốc anh Hằng chứ. Chị Hằng Hà Nội mã 5, giống đúng không? Nó luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi mã 5 cho bà Yumi. Bao nhiêu kg mặc vừa chị? 1m6, 58 cân vừa hết luôn Ruby rồi con ơi. 45 cân đổ lên, 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về vừa hết. Nhưng mà 58 cân phải 1m6 nha. 45 cân mét rưỡi. Còn chị nào mà muốn 55 á là khoảng 52 cân đổ về ha. Bộ em mặc còn không? Chị Hiền Dinh ơi còn màu vàng. Bộ em mặc còn màu vàng, lấy chút mà màu vàng cho em. Bộ mặc còn màu vàng nha, chút mà màu vàng cho em. Mã 1 vàng nhé. Mã số 5 cho chế quản trị viên này. Mã 5 cho quản trị viên. Mà năm cho quản trị viên, hết chưa? Hết năm chưa? Cái năm này khác mà, quần hồng khác mà. Quần hồng cái đó quần hồng mà. Đúng rồi. Hết chưa? Hết số năm chưa? Rồi lên tiếp. 46kg mặc vừa không? 46kg mặc kia người mẫu như mẫu nha em mặc nha. 46kg bao vừa nha chị ơi. Đây em sẽ trường thử cho người cho chị coi nha. 46kg bao vừa, đợi em một chút em sẽ thử bộ này cho chị coi. Không, bộ hồng của Thảo em hết rồi chị ơi. Còn mà màu vàng một chấm em đang mặc như màu vàng nha. Một chấm em mặc như màu vàng. Má một hồng là của chị Út xinh đẹp em hết rồi nha chị Hằng Nguyễn ơi, bộ vàng để chút màu vàng bơ nha chị Hiền Dinh nha, để chút em lên nha, để Hiền Dinh đợi em chút xíu nha. Người ta tụt xuống kéo lên mới tụt xuống được. Ôi trời. Số 5 là quản trị. Để bà đi ra luôn nha. Quản trị viên. Rồi ra rồi mấy chị ơi, ra rồi nha. Đây. Đẹp lắm. Chị sợ mấy chị đẹp cửa không nổi luôn nha. Đây. Ăn xong đi uống hoài hết nước rồi. Kêu ba nam xuống nước đi. Hôm nay kêu số cho. Đang ai rồi. Quá đẹp, quá chuẩn luôn. Chuẩn xình mà đẹp giả mang chưa. Rồi, chị nào ơn cái bộ này comment liền cho em mà. Có túi luôn nha, mấy chị có túi luôn nha. Hai bên này có túi luôn ha. Trời ơi, dễ thương quá. Giang, em hốt thêm bộ này, Giang đẹp quá. Rồi, chị nào lấy bộ này comment mà 10 giúp em nha. Mã 10, comment mã 10 giúp em, mã 10. Mã 10 nha mấy chị, mã 10, comment mã 10 giúp em. Mã 10 nha. Mã 10. Cái gì? Giống nhau không ta? Giống nhau nha. Số 10 cho chị Hiền Dinh nè. 10 cho Hiền Dinh. Đây 10. Thế nào đấy, lấy cái đồ nào comment theo mã giúp em nha. Comment theo mã khách mới, comment mã cho em số điện thoại cho em này. Số 10 đâu? Số 10 cho Hiền Dinh này. Số 10 cho Hiền Dinh. Cái nào chưa chốt bộ qua cho em. Từ từ. Không nó lụt á. 10 cho Hiền Dinh. Giống.
Không, cái sọc hồng này nó ở dưới, còn cái hồng kia nó trên này, nó y chang nhau. Không có màu tươi, không có màu xanh, không có một cái màu xanh. Nè. Không có màu xanh. Tiếng nói. À, không có màu xanh. Đúng, 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 đúng. Người ta mời cho Hiền Vinh. Má mời em có một cái cho Hiền Vinh ơi, sao em coi ngoài cái, phải hết đấy. Không, không, hết rồi, cái nào có xanh đó. Mời cho Hiền Vinh rồi. Cái nào có xanh đó. Rồi, mời em giúp chị Hiền Vinh nha. Em lấy cái màu gần giống luôn, nhưng mà nó có cái màu xanh nha. Có màu xanh một chút xíu. Đây, mã 11 đi. Mà 11 giúp em, cái màu nó hơi khác nhau một chút không mấy chị. Đằng sau, à em quên quay đằng sau lưng giúp chị coi. Đằng sau lưng nó còn theo cái chữ X như vậy, rất là đẹp mấy chị ha. Đây, đằng trước là có chữ X. Cái bộ này mấy chị mặc thêm một cái túi Chanel nữa, rất là đẹp nha. Chị lấy vàng thảo mặc luôn, ok chị Hiền Vinh này. Cái bộ này á mà mấy chị mà thêm một cái túi Chanel nữa đi chơi em nói bao đẹp luôn nha. Bao đẹp luôn, bao đẹp bao xinh. Rồi, em qua cái này đi. Bộ em đang mặc có một bộ nha, mã số 10 là chốt chị Hiền Vinh này. Số 11 chị Hiền Vinh luôn này. Rồi 11 chị Hiền Vinh, 12 qua đây. Chị nào có 11 chút, 11 còn, 11 còn. Chị nào lấy 11 chút, 11 giùm em nha. 11, cầm em 11 nhanh tay giúp em, 11 còn hết rồi. 3 lấy 10 nha. 11. 3 là cái nào vậy em? Mà 10 em hết chị Văn Bằng, chị Hàng ơi, Hàng ơi. Mà 10 em hết nha. Mà 10 em hết rồi chị Hằng ơi. Mà 10 cho bà. Mà 10 cho bà Yumi. Ý, quên, mà 10 hết rồi. Mã 11 phải không nha? Đang mặc là mã 11. Mã 10 em hết rồi. 11 cho chị Ruby đồ con. 11 cho 6 xẻ nè. 11 cho 6 xẻ. Khoác một bộ luôn chị. Một bộ luôn nha, một bộ chìa khóa luôn á. Đây là một bộ chìa khóa luôn nha. Đây, đây là một bộ chìa khóa cho mấy chị nha. Đó, kéo lên kéo xuống như vậy ha. Kéo tới đây thôi, kéo xuống là hở hai bên trong mặc gì hết á. Rồi, vậy em với chị. Rồi chị nào ôm chút quyền tay giúp em. 11 còn em. 11 nè, cho bà Dương My 6 xẻ với ai nữa? 11 cho xinh còi làm hết. 11 cho xinh còi. Đây, 11 luôn đúng không? Không. Không ạ. Không. Nhìn đã nhìn cho. Cái này cũng phải luôn đúng không? Không. Rồi, hết 11, em qua 12 đi. Nói chung là nó giống nhau với chị ơi, nhưng mà cái sọc của nó hơi khác nhau một chút xíu. Cái sọc nó hơi khác màu một chút xíu thôi. Đây, 12 đi. Chị nào không chốt được 11 thì chốt 12. Đây, 12 cho em nha. Cái sọc nó hơi khác nhau một chút xíu với chị nha. Cái màu sắc của cái sọc á, ví dụ cái này là hồng hồng này đó, còn cái này là gì ha, xanh xanh vàng vàng, hồng hồng đó, nó khác nhau một chút xíu ha. Rồi 12 cho em đi, chứ y chang nhau luôn. Cái này dễ mặc lắm. 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về. Đúng rồi, 58 cân đổ về, 45 cân đổ lên, mặc vừa hết nha. Nó như thế này nha, đẹp chưa, rất là đẹp luôn. Rồi có túi luôn nha mấy chị, làm khoác rồi mặc đi chơi nha. Rồi làm khoác rồi mặc đi chơi, rất là dễ thương. Rồi 12 comment 12 nhanh tay giúp em ha, mã 12. Mã 12 nhanh tay giúp em luôn. Có ít thôi mấy chị, không có nhiều nha, ít bộ lắm, không có nhiều nha. Ít bộ không có nhiều đâu. Rồi chốt 12 cho em luôn, xuống 12 nha. Chị nào lấy 12 comment nhanh tay mấy chị ơi. 12 giúp em nha, 12. Mã 12 giúp em. Con đen bê con đỡ bẩn. 12 chị Hằng có 2 bộ á. Để em coi. Coi như một bộ 92 á. Mỗi phải mã 3 đâu, mã 5 á. Cái này mã 5. Chị Hằng có một bộ mã 5 á, xả bộ mã 5 đi. Ôi chị Hằng lấy bộ mã 3 mà. Hả? Mã 3 mà đổ mã 5 á, mã 5 á, bà không có mã 3. Chị có mã 3 đâu. Chị có cả mã 3, cả mã 5 này. Cái gì? Mã 3 này, mã 5 này. Ủa? Ôi chị có 2 bộ mã. 12 10 12 đúng không? Ừ. Rồi 12, bỏ qua cái đó đi. 12 đây đúng không? Đúng, 12 đúng không? 12 hai bộ. 12 cho Ogi Nguyên này. 12. À mà 3 là cái quần khác, còn mà 5 là cái quần hồng. Mà 3 là cái quần màu tím đúng không? Ừ. Để 5 bỏ 3. Để 5 bỏ 3, rồi bỏ 3. Bỏ 3 này. Rồi và chị Hằng có lấy cái bộ quần đen này không? Lấy cái bộ quần đen này thì comment luôn cho em mà. Của nó là mà 18 nè. Đó, mà 18. Mà 18 giúp em. Mà 18 nha, 18. Hello chị Xuân Huỳnh Tuyết nha. Mà 18 giúp em. Comment nhanh tay mấy chị ơi, bộ này ít không có nhiều đâu. Mà 12 cho bà Yumi luôn rồi đúng không? Rồi mà 18 giúp em nha.
18 cho chị Hiền Dinh. 18 cho Hiền Dinh. 18 không phải đâu. Ủa? Hay Hiền Dinh nhường cho chị Hằng đi. Hết 18 mất tiêu rồi. Hết rồi, hết 18 rồi, 18 có bù à. Hết rồi, hết chữ X rồi, còn 92 không à. Chữ X kia dùng anh kìa. Đó. Nhưng mà bà không thích con này. Cái quần đen nè, 72 nè. Quần đen là 72 mà chị không thích hả? Thôi chết. Thôi tầm 18 em chốt cho chị Hằng Nguyễn Hà Nội đi. Chị Hiền Dinh chắc chốt mã khác cho em nha. Hiền Dinh chốt bộ này không? Chị Hiền Dinh chốt mã sau cho em nha. Hiền Dinh thích bộ này em mua tiền Hiền Dinh nè. Rồi mà 20 cho em đi. Bộ này đẹp nè. Mà 20 giúp em nha. Quần sọc 20 là quần sọc trắng nha. 18 là còn quần vẫn sọc màu nha. Đây 20 là sọc trắng giúp em. Chốt mã 20 luôn. Một bộ duy nhất mã 20. Chị nào nhanh tay được 20 nha, bộ 20. Em gửi cái đồng công chuẩn bị đó. Chốt 20 giúp em. Mà 20 nha, mà 20 nha. 20 cho chị Hiền Dinh rồi, ok luôn. 20 cho Hiền Dinh, ok luôn nha. Rồi, ok. Ok Ruby ha, gửi rồi đúng không? Ok ok Ruby nha. Rồi, mà 20 rồi đúng không? Qua wow, quần vàng. Quần vàng mấy chị ơi, quần vàng. Đây, rất là dễ thương luôn. Bộ này còn màu vàng nha, tông của nó chủ đạo là tông màu vàng mấy chị nha, tông chủ đạo màu vàng. Rồi chế nào ưng bộ này comment 21 cho em, mã 21. Mã 21 giúp em nha, hôm nay là cho mấy chị đi tham quan bảy sắc cầu vồng. Đi tham quan bảy sắc cầu vồng luôn, rất là đẹp, hay đang mua đen cái sọc sọc như vậy, mặc rất là dễ cưng nha. Đây, nhìn em mặc thôi là em đứng lên cho chị coi là thấy dễ thương rồi đúng không? Rất là dễ thương luôn, có túi 130 một bộ, mua từ 2 bộ còn giá 125 nha mấy chị ơi. Dễ mặc lắm, 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về, mét 6 là ok. Mét 6 rồi không. Có chị có nha, đợi em chốt. Có hết. Em sắp lên hết bộ này rồi, bộ này còn ít bộ thôi. Bộ này còn ít bộ thôi. Chốt liền cho em mà của nó là mã số 20 mấy em rồi mới đọc xong. Mới đọc xong 20 mấy nhờ. Comment 21 cho em nha mấy chị. Bộ 21 nha. Chị nào thích comment mã 21 giúp em nha. Mã 21 mấy chị ơi, không nhớ mã thì comment mã 21 giùm em nha. 21 cho Diệu Bình. 21 cho chị Diệu Bình. 21 cho Diệu Bình. 21 cho Diệu Bình luôn ha. 21 cho chị Diệu Bình nha. Rồi, qua wow, bộ chữ X này còn một bộ mấy chị. 22 cho em, còn một bộ thôi mã 22 nha. Mã 22, comment mã 22 giúp em nè. Mã 22, đây chốt 22 giúp em ha. Mã 22 rất là dễ thương luôn. Trời ơi dễ thương quá mấy chị ơi. Đẹp ơi là đẹp ha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã 22 giúp em giống như em đang mặc luôn. Cổ lưng cao luôn mấy chị nha. Lưng cao có túi này. Túi hai lưng cao và có túi nha. Hai bên này túi, cái này mặc không làm khoác cũng được ha. Mặc không làm khoác là chỉ có 125k thôi. Một cái áo là giá 120 rồi ha. Một cái áo là giá 120 rồi. Rồi chị nâng bộ này comment luôn cho em mã 22. Chốt 22 cho em luôn nè. 22 luôn. 22 luôn ha. 22 chỗ xinh đẹp. 22 cho bà Út. Còn đâu, còn 22 không nhìn coi. Hết 22 rồi. 22 là cái bộ chụp ít đó, còn bộ cuối cùng bà Út bà lấy luôn rồi. 22 chút xinh đẹp nè, hết nè, hết 22. Hết 22. Anh mới thấy ra em bán đó. 22. Nó cứ khác nhau một chút xíu. Không, đâu, đây coi. Quần đỏ. Quần đỏ, cái này quần tím đúng không? Cái khác này mà. Quần vàng. Cái đấy khác. Cái này quần đỏ nè. Ủa, cái quần vàng giống cái này không? Giống. Quần vàng 21. Không, cái này không có quần tím. Rồi chị nâng bộ này comment thì quần đỏ nha, comment màu đỏ giúp em. Cái này là tông của nó là tông chính của nó là màu đỏ mấy chị nhá. Tông của nó là tông chính là màu đỏ nha. Chế nào lấy đỏ chút mà đỏ cho em luôn. Chút mà đỏ nha. Comment mà đỏ nhanh tay giúp em ha. Rồi mà đỏ nhanh tay. Chế nào thích đỏ comment mà đỏ cho em. Xe like nhiệt tình với chị ơi. Hai lần cho cá nhân. Ba lần hội nhóm giúp em nha. Chị Thuận Ngọc chút 22 hả? Còn 22 luôn. 22 hết hả? 22 hết rồi Thuận Ngọc ơi. Rồi mà 23 giúp em mấy chị ơi. Tông này là tông đỏ. Chủ yếu là màu đỏ nha. Chủ yếu là màu đỏ, đỏ đô hả mấy chị ha. Rồi chốt liền cho em mã số 20 á. 23 hả? Không, mã đỏ. Mã đỏ. Chốt mã đỏ hoặc 23 gì cũng được. 23 hoặc đỏ gì cũng được nha. 1m6 này 60 cân cũng vừa mấy chị ha. 1m6 60 cân cũng vừa, 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. Comment nhanh tay liền cho em. Quá đẹp thực sự.
cái form của nó mà cái chất của nó đẹp giả dạ mao luôn. Cái mùa này là mùa lạnh mấy chị mặc bộ này là nhất luôn ha, nhất của nhất luôn á mấy chị, đẹp cực kỳ ha, đẹp giả dạ mao luôn á, đẹp giả dạ mao luôn nha. Rồi comment liền cho em mã số 23, chốt 23 cho em luôn. Vâng, có đỏ 23 hoặc đỏ ha. 23 cho Yumi Nguyễn này, 23 cho bà Yumi. Còn đen không Thảo, còn quần đen không hả chị? Em hết quần đen rồi chị ơi. Quần đỏ đô này cũng đẹp lắm á chị ơi, quần này màu đỏ đô nha, màu đỏ đô không bị dơ mà đẹp lắm. Rồi tạm thời ngưng đồ bộ này đi hết rồi, còn có vài bộ thôi, chúc em lên tiếp cho chị nào chưa có nha. Hiện tại bây giờ là còn quần cam đất. Quần cam đất, chị nào lấy quần cam đất, comment quần cam đất cho em. 23 đỏ của Thuận Ngọc nè, chốt 23 đỏ cho bà Thuận Ngọc đi. Thứ 7 hay chủ nhật này đi đơn luôn cho chế luôn nha, ok Diệu Bình. Thứ 7 chủ nhật đi đơn ha. Vậy là anh cho chế Thuận Ngọc quần đỏ. Đỏ. Quần đỏ, quần vàng và quần cam đất nha mấy chị, còn 3 màu. Đỏ, Phật, vàng, cam đất. Thuận Ngọc 682. Thuận Ngọc cho anh lại số điện thoại đầy đủ đi em ơi nha. Cho anh lại thông tin nha em nha. Đỏ vàng cam đất là hết ha. Thuận Ngọc cho anh xin lại thông tin nha em ơi. Thuận Ngọc cho chế xin lại thông tin nha. Thuận Ngọc 682 này lần trước nhớ có rồi mà nhưng bị mất rồi. Rồi bộ này rất là dễ thương luôn mấy chị ơi, em lên đồ nha mấy chị ơi, em gửi giá ghim nha, gửi giá ghim nha. Đây gửi giá ghim đây, em lên đồ luôn nha mấy chị, xe like nhiệt tình giúp em ha. Em lên bộ đồ An Đông, đồ thiết kế, đồ bộ xếp bộ thiết kế lung tung của An Đông nha. Rồi ôi, bộ ghim. Rồi hello mấy chị vô like đi mấy chị ơi, vô xe live stream giúp em nha. Rồi lên đồ ha mấy chị ơi, bộ này nha mấy chị, bộ dễ thương này nha, bộ này size S nè, size S này 68 độ V nha, bộ này siêu xinh luôn, bộ siêu xinh luôn nha mấy chị, bộ này 85k, bộ này 85k một bộ, 85k một bộ, comment cam, chỗ bộ này đẹp cam quá. Cam mặc cái gì vậy? Chị, quần cam kìa, quần cam chứ Diệu Bình kìa. À, quần cam Diệu Bình là lấy set quần màu cam, quần cam đất, đây set quần cam đất của Diệu Bình, set quần cam đất của Diệu Bình ha. Có set lá cây không em, hay hay. Không có quần xanh lá cây, có quần màu tím. Anh nhớ Thuận Ngọc rồi. Thuận Ngọc, bên anh bị mất thông tin của em rồi. Cho anh xin lại thông tin số điện thoại kèm địa chỉ nghe Thuận Ngọc nha. Rồi màu này chị nói ơn, màu này size S 68 độ về. Comment liền cho em mã S nha mấy chị ơi. Comment set S cho em nha. Set S 68 độ về, 1m6 khoảng 48 cân. Comment liền cho em set S. Set S giá 85k. Em xuống set S nha, set S 85k, comment set S cho em. Set S 85k này, đây, comment set S này, set S 85k ha. Để kéo gần tí, rồi. Màu xanh bơ. Xanh bơ hay còn gọi là xanh non. Đây, một cái dung rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cái dung này mặc vô ngất ngây lòng người luôn ha. Hay đẹp đi thay cái dung này cho mấy chị coi, trời nó đẹp. Nó đẹp mà muốn xỉu luôn á. Đây, bao nhiêu chế hỏi em cái dung này ha. Nó đẹp mà nó thiết kế tỉ mỉ, nó xinh ơi là nó xinh luôn mấy chị ơi nè, cho mấy chị coi hình mẫu nha. Ok, cảm ơn Thuận Ngọc nha. Rất là cưng luôn. Cưng cực kỳ ha. Rồi, chị nào ơn cái mẫu này comment nhanh tay giúp em nè. Mà của nó là mã số 8 nha, chốt mã 8 cho em, mã 8 99k. Mấy chị tối nay mà mấy chị cứ mua được hai sản phẩm thì cứ được bớt 5k một sản phẩm nha. Set bộ này được bớt 5k và cái bộ này cũng bớt 5k. 4k chứ 99 là còn 95 ha. 99 còn 95. Rồi chốt cho em mà này là mã số. Số mấy mới đọc sống nha. Rồi chốt cho em màu dung đi cũng được, chốt màu dung cũng được ha, rất là đẹp ha. Chốt màu dung cho em cũng được nha, màu dung. Comment màu dung cho em luôn cũng được nha. Chỗ bộ này đẹp dạ mang luôn á. Xanh non ha, màu xanh non hay còn xanh bơ gì đó cũng được nha. Rất là xinh luôn. Comment nhanh tay nha mấy chế, comment nhanh tay nha. Đúng rồi, hết kiểu bộ rồi chị Nguyễn ơi. Chị Nguyễn, chị Hằng ơi, chị Hằng có bộ này chưa? Chị Hằng có bộ này chưa ta? Hằng ơi, chị có bộ này chưa? Đây, chị Hằng có bộ này chưa nhờ? Có bộ nỉ bông chưa? Chưa có thì chốt bộ nỉ bông ha. Còn đúng hay bộ nỉ bông rồi, điện khách không mất máy. Có rồi hả? Chị Hằng có rồi đúng không? Có rồi thôi em cất. Rồi chị nào lấy nỉ bông không? Comment nỉ bông giúp em. Còn đúng hai bộ thỏ này ha. Cái này là khách gọi, khách không bắt máy em xả ra này. 1m6 khoảng 50. Đây. Đo eo đi dễ hơn. 1m6 khoảng 50. Nó mấy cân nhỉ? Không, cái này 1m6 tầm 52 cân đổ về thôi nhá. 1m6 52 cân đổ về, 1m55 khoảng 47 cân nhá. Bộ nỉ bông ha. Đây, chế nào lấy nỉ bông comment cho em nỉ bông này. Nỉ bông này em chỉ còn đúng bộ màu thỏ thôi ha. Đồ hình con thỏ thôi, chỉ cần bộ hình con thỏ thôi nha mấy chế.
Rồi xếp yếm. Xếp yếm. Xếp yếm xinh đẹp nhắm chị ơi, xếp yếm xinh đẹp 90k. Xếp yếm xinh đẹp 90k. Chị nào lấy xếp yếm này comment mã yếm cho em. Mã yếm 90k. Chị nào lấy xếp yếm comment mã yếm cho em nha. Mã yếm 90k 1m6 khoảng 52 cân đổ về nha. Giờ em đo eo luôn nha mấy chị. Đo eo cho mấy chế luôn ha. Đo eo luôn nha. Hiền đo eo dung mà Hiền. Cái dung nó cục dây Hiền nha. Eo của nó là 7, eo của nó là 75 đổ về và có cục dây nha. Cho nên chị nào mà eo 40, eo 60 mình cũng vừa luôn. 40 cân cũng vừa luôn ha. Rồi em yếm này eo của nó 76 đổ về mấy chị nhá. Yếm eo 76 đổ về. Yếm dài không Thảo? À yếm dài không hả? Để Thảo coi đã. Hình như cùng dài có gối đó bà Ngọc. Không dài vừa tới gối á. Cũng có dài được dài tới gối thôi. Rồi chị nói là yếm chút yếm cho em yếm 90k ha. Mà yếm 90k cho em nè. Comment mà yếm giúp em nè. Chốt mà yếm nha. Mà yếm. Thấy. Thấy chị cầm giang ha. Thấy cầm giang nha. Thấy cầm giang luôn. Xét yếm. Xét yếm. Yếm cho bà Yumi với xét yếm cho lại cho bà Thuận Ngọc là hết rồi ha. Yếm cho Yumi với yếm cho Thuận Ngọc là em hết nha. Hết yếm nha. Là hết yếm luôn mấy chế ha. Đợi em xíu nha. Yếm cho Yumi với yếm cho Thuận Ngọc. Biết rồi. Thì có sao đâu. Đánh đi đổi. Ok. Rồi. Bật loa lên nha, bật loa. Cắm mic cho, cắm mic cho. Đợi em xíu nha mấy chị. Đợi một xíu nha. Cắm loa vô đã. Không thấy thông báo. Dạo này không có thông báo like đâu mấy chị ơi. Trần Ngọc nào kia không biết. Hết yếm rồi bà Ngọc ơi. Trần Ngọc nào vậy ta? Bà Ngọc ở trong hệ thống nha. Trong công ty. Hết yếm rồi còn đâu. Ngọc Kinh Nhi hả? Ngọc Kinh Nhi. Mà hết yếm rồi. Chốt cái khác đi nha bà. Rồi màu này, màu này. Chị nói ơn màu này comment liền cho em một cái đầm rất là xinh 95k. Một cái đầm rất là xinh 95k nha. Đây cái này là giả cái lô này về cho mấy chị mặc Tết với chị ha. Lô này về để mặc Tết rất là đẹp luôn. 90k. Kia nó 90k. Rồi cái đầm này 95k. Chị nào lấy đầm này có rớt vai mấy chị ha. Đây mẫu này mới mẫu này mấy chị mặc được hai kiểu luôn. Hai dây và rớt vai xuống vậy hoặc là để cái dây lên như vậy cũng được ha mấy chị ha. Rất là dễ thương. Chị nào ơn cái mẫu đầm này comment liền cho em nè. Rồi eo em này tầm 74 độ về nha. Cắm cái rút vô cho em một cái. Eo 74 độ về 1m6 khoảng 52 cân. Eo 74 độ về 1m6 52 cân. Chị nào ơn chốt liền cho em mã 1. Chốt mã 1 giúp em 95k. Mã 1 95k nha. Cái này em nghi là hết pin rồi đó nha. Mã 1 95k giúp em. Cái này hết pin rồi đó. Cho em cục pin đi. Mã 1 95k nha. Thì cục pin là đây. Xong là chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái tiếp một đây nhé. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Yếm tiếp nha. Yếm tiếp nha. Yếm này là yếm size lớn nha. Dành cho chế nào mà 60 cân đổ về. Yếm này size lớn nha. Dành cho chế nào 60 cân đổ về. Size này là size L hả mấy chị ơi. L nha. L mấy 6 60 cân đổ về mà ok. Rồi chị nào thích cái yếm này comment cho em mà của nó mã số 5. Mã số 5 này mấy 6 50 cân đổ về luôn ha. Đây chốt mã 5 cho em. Yếm này yếm nuôi cá nha. Yếm nuôi cá. Đây yếm nuôi cá đỏ. Yếm nuôi cá đỏ cho chị Hiền Vinh luôn. Yếm nuôi cá đỏ cho chị Hiền Vinh ha. Phải em dơ lên một cái là chốt yếm đỏ liền luôn. Rồi yếm cho Hiền Vinh nè. Yếm đỏ cho Hiền Vinh. Yếm đỏ chốt cho chị Hiền Vinh ha. Mấy chị ơi xe la nhiệt tình đây giúp em nha mấy chị. Xe la mặt tay đây giúp em ha. Lục view đang thực dốc quá sức tưởng tượng luôn. Đó mấy chị chia sẻ live chim mặt tay lên nha. Để mình mua đồ giá sale nha. Rồi một cái dung. Đây là một cái dung xe S. Một cái dung xe S hay bao nhiêu đây để mình đo nha. Dung bi. Cái dung bi này mấy chị có thể mặc phối với áo áo thun trắng cũng được ha. Để chị em mở áo thun trắng em ướm cho mấy chị coi nè. Đây chị nào mặc áo thun trắng như thế này nè. Đó về nhà mình ướm vô mình mặc vô mình phối đồ như vậy cho em nha. Mình phối đồ như vậy cho em là trở thành một cái yếm dung nha mấy chị rất là đẹp luôn. Thấy chị anh kim to nha chị ơi, còn em còn chết nha. Đây như vậy nè, đó rất là xinh ha mấy chị phối đồ rất là đẹp luôn ha. Ăn thua mình có chịu phối đồ hay không thôi nha. Rồi, cái bi này chị nào lấy bi này chút bi cho em, bi này 80k nha. Chị nào lấy bi chút bi cho em, bi 80k. Bi 80k mấy chị ơi.
chốt bi cho em. Bi là 1m6 tầm 1m6 khoảng 50 cân nha. Em 74, 1m6 50 cân, em 74. Rồi. Em chị Hằng để em chụp hình chứ Hằng ơi, để em lên đồ là có gì chút nữa like xong em chụp hình cho chị Hằng nha. Mobile chị bỏ ra đó. Mobile em bán rồi còn đâu. Chị bỏ ra em bán rồi cùng màu tím đúng không? Cùng màu tím. Đúng rồi. Cái màu ba là cùng màu tím đấy chị Hằng. Rồi mà đi em mà đi 80k. Bi eo 74. Có dây cục eo luôn. Tầm 16 50 cân. Gì? Thấy cái đó chưa? Ừ. Thấy đấy, thấy đấy, thấy đấy, thấy lộn. Zombie, zombie cho Mỹ Hương này. Bi bi cho Trúc Nguyễn 038 này. Bi cho Trúc Nguyễn 038. Rồi mẫu này luôn, rất là xinh ha. Cực kỳ đẹp luôn chứ không phải dùng từ xinh được nữa. Màu này là rất là đẹp luôn nha mấy chị. Bao nhiêu tiền em ơi? Bi là 80k. Bi là 80k. Bi 80k nha. Em này siêu xinh nha. Chén là ơn em này. Của chủ không em. Chén là ơn em này tầm men cho em mà của nó là mà số 8 hay chốt số 8, chốt đồng số 8 cho em. Màu này phải nói là đẹp chứ không phải là đẹp bình thường nữa ha, mà 899k giúp em. Chốt mà 899k giúp em nha. Em mặc cái mà 8 này vô đảm bảo mấy chị mê luôn ha. Mê mệt luôn nha, mê mệt luôn. Mà 8 chốt mà 8 giùm em nha. Mà 8. Chén nào đây 8 chốt 8 giúp em. Mà 8 nha, mà 8. Cầm mê mà 8 nhân tay giúp em nha chị ơi, mà 8. Mà 8 nha. 1m6 52 cân đổ về chốt mà 899k giúp em. Mà 899k nha, chốt mà 8. Của chị có 3518. Của chị có 3518 mà đấy chị nói em bỏ mẫu 3 cho chị là em bỏ rồi nha. Của chị Hằng Nguyễn hiện tại chỉ có mẫu số 5 và mẫu số 18 thôi nha chị ơi. Hằng hiện tại là còn 5 và 18. Rồi mẫu đầm này luôn nha mấy chị. Đầm này hơi nhỏ một chút, tầm size M và size S thôi. Cái đen em đang cầm là size M và size S nha. Đi khóa sau lưng mấy chị ha. Đi khóa sau lưng. Cái màu em chụp số là bao nhiêu nha? Mẫu này hả? Số 8. À số 8 hả? Rồi chị nó lấy số 8 cho số 8 cho em nha. Chúc mà số 8 giúp em nha. Mà số 8 siêu đẹp luôn, 99k. Rồi cái đầm em đang cầm 95k mấy chị nha. Đầm đang cầm 95k. Đầm đang cầm 95k. Eo em này, eo em này nhỏ mấy chị ơi, tầm size M, size S thôi hết. Eo tầm 70 đổ về thôi, size M, size S nha. Eo 70 đổ về 90k. Chị nó lấy chốt kem mà đen luôn. Mà đen 90k nhá. Bộ đang mặc bao nhiêu hả chị? Bộ em đang mặc hết rồi. Bộ em mặc hết rồi, chỉ còn bộ màu sọc thôi. Em chỉ còn bộ giống giống như vậy, nhưng mà cái quần nó khác ha. Cái áo gần giống nhưng mà quần khác. Comment đen cho em này, mà đen. Chốt mà đen cho em, mà đen 90k. Chốt đen 90k giúp em. Chốt đen 90k giúp em nha mấy chị ơi, chốt mà đen giúp em nha. Đây đen 90k. Comment đen giúp em nha, mà đen chốt đen giúp em luôn. Không có cái bộ đùi gì cho em thử đồ ha. Đùi á. Bộ đang mặc còn như Hường Quỳnh ơi, nhưng mà còn màu khác thôi. Sọc như vậy luôn, nhưng mà dạng quần khác nha. Sọc như vậy, nhưng mà dạng quần khác. Mấy chị đợi em một chút nha mấy chị nha. Em ơi, nó kiếm đỏ rồi, bao nhiêu tiền em nhỉ? Đùi cho hết rồi ta. Đùi cho hết rồi. Em ơi, cái này 90 hả? Hả? Em bảo 90 hả? Em đang 90, em bảo 90 hả? Ừ. Rồi, bộ xinh đẹp đây nha mấy chị. Có mút ngực luôn. Chị nào lấy bộ này comment liền cho em mã số 2 nha mấy chị nha. Chúc mã 2 giúp em. Chị nào ôm bộ này comment mã 2 giúp em nha. Mà hai quần của nó là quần bao thun luôn. 1m6 là khoảng 50 cân đổ về nha. 50m6 có quần trong luôn nha mấy chị, có quần trong luôn. Rồi chế đơn bộ này comment liền cho em mã của nó. Là mã 50 nha mấy chị, 1m6 50 cân đổ về ha. Chốt mã 50 giúp em. Có mút ngực luôn nha mấy chị, cực kỳ xịn luôn nha mấy chị nha. 95k. 95k mấy chị ha. Chốt liền cho em này 95k. 95k. Comment mã 50 giúp em, mã 50. Mã 50. Bao nhiêu ký vừa Lệ Quyên? 1m6 khoảng 50 cân đổ về. Eo
khoảng 50 cân đổ về nhắm chị nha, 6 50 cân đổ về chút mà 50 giúp em. Hai bộ 125. Không đúng chị Nguyễn Văn Bằng ơi. Cái bộ này em bộ à đang trả lời bộ này hả? Ừ đúng rồi. Trả lời bộ này thì đúng rồi. Trả lời bộ này là đúng nha. Rồi 50 50 cầm đi 50 giúp em nhắm chị ơi, cầm em mà 50 giúp em. Muốn thay đồ 2 giây để thử đồ cho mấy chị quá. Tại vì có nhiều màu phải thử lên dáng nó mới ra được kiểu á. Rồi bộ này luôn, rất là đẹp nha, 99k. Rất là xinh ha. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình giúp em đúng chị. Muốn thay bộ này mà cũng thay không được ha. Xuống 5 phút đây thay đồ đi. Rồi. Đợi một chút xíu nha để em thử cái bộ, em thử cái đồ đùi vô để mà em còn thay. Em thay đồ cho mấy chị thay đồ 5 phút nha. Còn mất nhiêu rồi. Mày chế xe lai em, mày chế ơi. Đợi trong khi chờ đợi xe lai cho em nha mấy chế ơi. Trong khi chờ đợi xe lai cho em chút xíu này. Em đang bà xã em đang thay đồ nha. Lên đầm lên hay xếp váy không? À em đang lên xếp nha, xếp xếp nha. Dung đầm xếp tùm lum nha, lên lộn nha. Còn đầm lên hết rồi nha mấy chị ơi, đầm lên em hết rồi. Dẹp cái đó đi. Không có sửa cái đó nữa. Em cái đó sửa lắm nhiều. Rồi bộ này 99k. Chị nào ủng bộ này comment liền cho em mã số 6. Chốt mã 6 cho em 1m6 54 cân đổ về nha. Đằng sau cái áo này nó có bao thun rồi nha mấy chị nha. Cho nên bao vừa luôn từ 1m6 54 cân đổ về. Chị nào ủng chốt liền cho em mã này là mã số 6 giùm em nha. Mã số 6 1m6 54 cân 55 cân đổ về ok luôn. Có hai túi hai bên 99k. Chốt mã 6 giùm em này. Chốt mã 6 ha mấy chị ha. Rồi lên mã 6, chốt mã 6 giùm em nha. Rồi mà 6 giúp em. Màu xanh có mũ ngực đó để em nha. Đó màu set hay sao? Cái set caro xanh có mũ ngực á. Set caro mới có mũ ngực, set này cũng có mũ ngực luôn. Set này mã số 6, chắc đúng mã cho em mới để nha. Chắc đúng mã cho em mới để được nha. Đây là mã số 6 đúng không? Đúng, cái đó mã số 6. Chỉ có như vậy thôi đúng không? Ừ. Mã 6 kèm số điện thoại. Mã số 6 cho xinh còi nè. Mã 6 cho xinh còi. Rồi mã 6 cho xin còi ha. Mấy chị nhớ chát đúng mã cho em để mới chốt hàng được mấy chị nha. Chát đúng mã giùm em. Mã 6 cho xin còi, mã 6 bao nhiêu tiền? Mã 6 99k. Rồi cái đầm này 99k luôn nha 70. Đầm này 99k nha 70. Chị nào lấy đầm chốt liền cho em mã của nó là mã số 7. Chốt mã 7 cho em nha mấy chị nha. Mã 7. Comment mã 7 cho em nha 70. 1m6 thẻ. Xanh có mốt ngực đó Harry bao nhiêu tiền? Cái đó 95k. Rồi chốt cho em mà 7 mấy chị ơi, 70 đổ về này, mét 6 khoảng 50 cân. Ok nhá, để rồi nha Harry ơi, Harry số 7, số 7 cho cái khoản trị viên. 7 cho khoản trị viên, 7 chốt cho khoản trị viên nha. 7 cho cái khoản trị viên ha. Rồi cái set này luôn mấy chị nào lấy set này, comment cho em mà 10 nha, chốt mà 10 giúp em.
Này thì cái này bao nhiêu tiền? Mà 10 hay mà chị ha, mà 10. Cái đó 99k. Rồi mà 10 cho em 95k. Chị nào lấy mà 10 comment liền cho em mà, còn nó mà 10 nha. Mà 10 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Đây, mã 10 giúp em siêu đẹp. Mã số 10 95k này, mã số 10 95k siêu đẹp với chị nhá. Siêu đẹp luôn nha. Rồi chốt mã 10 giúp em. Mã 10 mét 6 khoảng 54 cân đổ về luôn, chốt mã 10. Mã 10 mét 6 54 cân đổ về ha. Rồi cái đầm đuôi cá và cánh tiên nha mấy chị. Đầm đuôi cá và cánh tiên cực kỳ đẹp luôn. Như đầu lai không chị? Có gì như đầu lai? Có cái bộ như đầu lai hả? Zoom không không, hồi đầu lai, à cái zoom hồi đầu lai ha, chỉ có một chiếc vậy thôi. Cái zoom đầu lai chỉ có một chiếc màu xanh thôi. Có màu xanh thôi. Số 10 cho chị Hiền Dinh luôn nè. 10 cho chị Hiền Dinh ha, 10 cho Hiền Dinh. Rồi em sẽ mặc cái đầm này vô giống chị đợi một chút. Rồi quấn cái đầm này vô giống chị coi ha. Cái chìa khóa nó nằm đâu ấy nè. Đi vô đây em coi. Đây chị nào ôm cái đầm này comment liền cho em. Ôi mà của nó là mã số 9 nha, mã 9 kèm màu cho em. Mã 9 có màu hồng và màu đỏ nha. Chị nào lấy 9 chút mã 9 giúp em nè, 9 có hồng và đỏ ha. Chút 9 giùm em. Màu em đang mặc là màu đỏ nha mấy chị ơi. Mã số 9 em đang mặc là màu đỏ nha, em còn 9 hồng nữa nha. Mã 9 có mút ngực luôn nha mấy chị, có mút ngực luôn ha. Chị nào lấy 9 chút 9 nè, 9 có mút ngực luôn. Em đang mặc 3 cái áo ngực. Ừ, đang mặc 3 cái áo ngực luôn á. Cái này có mút ngực là mặt ba cái. Đây kiểu của nó mặc như thế này mới chứ ha. Rất là dễ thương luôn. Bởi này mặc thử lắm. Mặc thử như quần áo nó đè lên nhau á mấy chị, hơi khó nhìn một chút á. Nhìn nó khó chịu lắm. Rồi đây kiểu nó như vậy ha mấy chị. Đây. Đó nhìn cục cưng. Rồi chị nào ôm mẫu này comment liền cho em nè, mà bao nhiêu nha nhờ. Mà bao nhiêu nha. Mà bao nhiêu. Rồi comment liền cho em mã liền giúp em nha. Mã này là mã comment cho em mã số 11 đi. Mã 11 kèm màu giúp em nha. Chút mã 11 kèm màu giúp em. Mặt lắm á. 11 cái màu cho em, 11 đỏ và 11 hồng nhé. Chút 11 đỏ và 11 hồng giúp em. 9 à, mà 9 hả? 9 đỏ, 9 hồng. Mà 9 hồng cho chị Yến Hoàng này. 9 hồng cho Yến Hoàng ha. Rồi cái đầm xanh này nha mấy chị. Chị nào thích cái đầm này comment cho em mã của nó là mã số 18 đi. Chút mã 18 giúp em ha. Rồi mã 18 luôn. 18 nha mấy chị, mã 18 giúp em. 18 eo của nó tầm 72, 1m6 50 cân nha. 1m55 46 cân. 1m55 46 cân, chốt mã 18 giúp em, mã 18. Mã 18 giúp em có co dạng luôn mấy chị 9 ơi. 9 đỏ cho chị Hiền Dinh nè, 9 hồng cho chị. 1m6 52 cân cũng vừa luôn. Lấy cái này bao nhiêu tiền, 95 hả? 95k hết. Cái màu xanh thì 95k. Ủa cái đó nó còn có màu đỏ hay sao vậy? Màu xanh nha. Cái nào? Thôi màu xanh thôi. Mã 18 có màu xanh thôi. Mã 18 có một màu xanh thôi em ơi. Chị nào lấy 18 chút 18 lên giúp em nha. Cái này 95 hả em? Dạ 95. Rồi màu này hả mấy chị ơi. Đó cái dung này mặc như vậy hả mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Kéo đằng sau, kéo khóa đằng sau vô nữa ha. Mà rất là cưng ha. Cái này là quần bên trong nha mấy chị. Đó, nó cần ít hơi, cần ít quần một chút ha. Rồi chị nào lấy cái dung này chốt hỏi dung cho em. Cái dung này là 99k nha. Dung thiết kế cực đẹp luôn. Nó chỉ có màu xanh này thôi ha mấy chị. Xanh này gọi là xanh bơ ha. Mặc cực kỳ dễ thương luôn. Mà trẻ trung đẹp lắm nha. Rồi chị nào lấy xanh này, xanh này. Dung cho Hiền, dung cho Hiền nè. Dung cho bà Hiền ha. Dung chốt cho bà Hiền luôn. Má 18 cho chị ơi, cho trẻ Hương Gia Nguyên đuôi 306 này. 18 cho Hương Gia Nguyên. Dung cho bà Hiền. Dung chốt cho bà Hiền nha. Dung cho Hiền này. Rồi lên màu hot girl nha mấy chị. Hot girl nha. Đây hot girl. Hot girl 85k. Hot girl 85k ha. Đúng hot girl luôn nha. Đây hot girl mấy chị nha. Hot girl 85k.
Chị nó thích hot girl này mình mặc bên trong này có lót cho nên không có bị sợ hở. Dùng bao nhiêu nhé. Dùng bao nhiêu tiền vậy em? Dạ dùng 99. Rồi hot girl cho em, chị nào lấy hot girl comment hot girl, hot girl có hai màu. Hot girl có hai màu nha. Có một cái thì em hả? Dùng có một cái thôi em. Dạ dùng có một cái à? Bên ta nó có một cái thôi. Em chốt cho cháy hiền em hết thì nha mấy chị ơi. Chị nào lấy hot girl comment hot girl cái màu cho em nha, màu nu. Màu nu với lại màu chốt màu nu trước cho em nha mấy chị ơi. Chốt màu nu trước nha. Chị nào lấy hot girl comment hot girl cho em này, chốt màu nu trước đi ha. Hot girl 85k. Hot girl hở lưng nha mấy chị, chéo đằng sau lưng. Mẫu mặc gì cũng đẹp, phải sống sang đây. Chị nào ạ? Chị nào comment kìa. Hot girl mang tiền em ơi. Hot girl 85k. Ok. Rồi, cái đầm này ha mấy chị, cái đầm này xinh xinh rồi em khỏi cần quảng cáo nhiều mấy chị ha. Cái đầm này đẹp lắm, cái tay của nó phồng phồng rất là dễ thương nha. Rồi chị nói ơn cái đầm này, đầm cái đầm này cũng là dạng đầm không biết hot girl hay mặc á, rất là dễ thương luôn. Rồi để đo eo đi ha, đo eo cái đi. Rồi eo em này chắc tầm khoảng 70 là cùng mà. Eo tầm khoảng 70 số 8 thôi. Rồi eo em này, wow, khinh nói về nó 74 luôn. Khinh nói về nó eo nó 74 luôn mấy chị ơi. Rồi tầm mét 6 52 cân đổ về nha, 52 cân đổ về. Chị nào lấy mét 6 52 cân đổ về lấy thì comment liền cho em mã của nó, mã số 10 giúp em nha. Comment mã 10 mấy chị nha, có tay đi làm đi chơi đều đẹp. Rồi chốt mã 10 cho em luôn, cái đầm quá đẹp luôn. Cái đầm quá đẹp luôn, sang chẳng cực kỳ, màu nu. Chốt mã 10. Mã 10 nha, comment mã 10. 18 okay. Hết rồi mấy chị ơi. Mã số 10 màu nâu, màu nu nè. Mã 10, mã 10, mã 10 95k. Má 10 màu nu 95k mấy chị ơi. Chốt mã 10 cái tên nha, mã 10. Má 10 cho Thi Hoàng 241 này. Thi Hoàng hả? Chứ Thi Hoàng có bầu hả? Ừ. Chị đang có bầu mà chị mặc được luôn hả? Chị chốt trai hả chị? Hỏi chị, không mai mai chị suy nghĩ lại chị. Không có chị, comment luôn kìa. 95k. Rồi màu này 95k. Một cái đầm cô tông. Đằng sau là phối với lại em áo khoác caro rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ơn mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 88 nha. Chốt mã 88 giúp em nha, cực kỳ dễ thương luôn. Một em áo khoác giả bên ngoài rất là dễ thương. Rồi comment mã 88 giúp em. 1m6 55 cân đổ về ok luôn, 40 cân đổ lên nha. 55 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Comment mã số 8 giúp em. 88 chứ, mã 88. Mà 88 mấy chị nha. Mà 88 mấy chị ơi, mà 88 nha. 88 chị Nguyễn Thị Phương này. Màu này chỉ có màu xanh thôi nha mấy chị ơi. Màu này chỉ có màu xanh thôi nha. Rất là dễ thương. Đây, chỉ có màu xanh thôi. Tầm mét 6 52 cân đổ về ha. Đẹp rất là đẹp luôn. Mét 6 52 cân đổ về. Comment cho em mã số 9 đi. Mã số 9 nè. Em sorry mấy chị nha, tầm mét 6 và 48 cân 49 cân thôi. Yêu em này yêu số 8. Mã số 9 bao nhiêu tiền em ơi? Mã 9 giá 95k yêu số 8. Mã 9 95k yêu số 8 mấy chị ha. Mã số 9 này 95k eo 68 nha mấy chị ơi. Yêu số 8 nha. Rồi chị nào lấy 9 chút mã 9 cho em nè. Mã 9 yêu số 8. Mã 9 dùm em. Chị nào yêu 68 mình chốt liền ha. Tầm mấy 6 49 cân á. Mấy 6 49 cân nha. Ủa cái đầm này cũng đẹp lắm. Dung chứ dung này cũng đẹp lắm. Đây, thử dung nha. Dung là phải thử. Thử dung cho mấy chị luôn. Mà số 9, 95k đúng không? Mình dạ, dạ, 95k. Trời ơi, chất đẹp quá. Chất đẹp ngất ngây luôn. Chất đẹp ngất ngây là tay nha. Thấy mấy cha con đi chơi à? Đi đi. Trời, màu này. Chị nào ơn cái dung này em có nhiều màu nha. Dung này có nhiều màu lắm. Dạng chín tóc mấy chị ha, dạng cuồng chín tóc nha, cực kỳ sang chảnh luôn. Mấy chị mặc vô sang chảnh cực kỳ dễ thương. Cái này mà dành mặc Tết đẹp lắm, em cũng phải thủ cả, em thủ cả mấy cái dung mặc Tết luôn á. Rất chị, là cưng ha. Chế nào lấy cái đầm xanh thì comment mã số 9 giúp em nha. Mã số 9 95k nè. Mã 9 95k giúp em. Còn cái dung này bao nhiêu em ơi? Cái dung 95k luôn. Dung giúp em đang mặc mã dung 95k nha. Số 9 cho dung Minh Nguyên này. Đầm xanh, tin dâu đó đầm xanh kìa. Tin dâu comment mã 9 giúp em đi. Tin dâu chắc mã 9 mới được nha. Tin dâu ơi, chắc mã xanh em chưa chốt hàng được đâu. Rồi màu cho em đúng mã với em nha. Màu đang mặc là mã số 17.
Mà 17 có 3 màu. Mà 17 em có 3 màu nha. Màu xanh, màu hồng. Màu hồng và màu xanh xanh bơ ha, xanh bơ. Dạ. Thì xanh bơ đi, cứ gọi là xanh bơ đi ha. Xanh bơ, màu xanh coban và màu hồng. À, chị nào lấy mã số. Mã số mấy? Mã số vừa. Giờ này anh cũng hay bị nào các bạn quá vậy. Thì à, cả, rồi mà zoom đi, chút mà zoom em được. Zoom em bao nhiêu? Eo em này là tầm 72 độ về thôi. Eo em bây giờ 70 rồi. Còn zoom một chút xíu thì tầm 72 thôi. Eo zoom eo 72 độ về nhá. Zoom là eo 72 độ về nhá mấy chị ơi, có 3 màu nhá. Màu hồng, màu xanh coban và màu xanh 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 lá nhá, xanh. Lá. Rồi chị nào mà tầm 1m57 độ về thôi. Mét 6 mặc zoom hơi khó ha, mặc zoom hay bị đụng nha. Chị nào mét 6 mặc zoom hơi bị đụng á. Đó cho nên mình tầm khoảng 1m57-56 độ về thì mặc đẹp ha. Còn chị nào mà mét á, mà 1m hoặc 1m6 là mặc hay bị đụng lắm nha. Mặc zoom hay bị đụng. Rồi chị nào lấy zoom chắc zoom lên luôn cho em nha. Còn nhiều đồng đẹp lắm ấy chị. Nhiều đồ đẹp lắm nha. Nhiều đồ đẹp vô cùng. Em không vừa đầm xanh. À xin dâu không vừa đầm xanh hả? Mà 17 á chị. Vậy hả? Bây giờ này nào có vàng hết với nhau rồi. Còn rất lây tà lạc mà. Trời ơi. Rồi cái caro quá đẹp luôn. Caro cúc ngực quá đẹp luôn ha. Rồi chị nào ưng cái caro này comment cho em mặc caro luôn nha. Chắc caro giúp em luôn mấy chị ơi. Caro nha mấy chị. Caro 90k. Chị nào lấy caro comment caro giúp em mướn một người cho mấy chị coi cái dáng của nó ha. Em biết rồi. Rồi cái mặt nhà mình nó vậy chứ. Giờ này nó yếu lắm rồi. Rồi chị nào lấy cái caro này mét 6 khoảng 54-55 cân đổ về luôn. Mà ok luôn ha. Đó như thế này nha mấy chị, mướn một người cho mấy chị coi cái dáng của đầm ha. Đó rất là dễ thương, bèo như vậy cực kỳ xinh luôn. Caro chốt caro cho em luôn. Caro mét 654 cân ha. Caro mét 654 cân. Đây caro này caro 95k. Bán sale 89 luôn. Caro 89k luôn. Sale luôn nha. Sale 89 luôn. Caro sale 89 luôn nha. Chị nào lấy caro chát caro lên cho em đi. Chát caro lên luôn ha. Đây xà đơn của bà này luôn. Rồi chị nào lấy cái dung xanh này. Dung xanh. Cái dung xanh rất là xinh đẹp này, 85k. Caro 89k cho Dung Nguyễn này. Rồi chị nào lấy cái dung xanh này. Giá của nó là 85k. Yêu của nó co giãn nha. Yêu co giãn đấy chứ nha. Tầm mấy 6-54 cân đổ về ok luôn. Đó nhưng mà đẹp nhất khoảng mấy 56 độ về ha. Tại vì nó là dạng dung nha. Đẹp nhất mấy chị ơi mấy 56-57 độ về dùm em. Đó comment liền cho em mà của nó là mã số 3. Mã số 3 siêu đẹp mấy chị, thật sự luôn á. Mặc cái này vô xinh lắm mà mềm dáng cực kỳ. Cái nào chị nào mà thấy em mặc like rồi là mấy chị biết ha. Rồi comment liền mã số 3 giúp em này. Mã 3 ha, chốt mã 3 giúp em. Chốt mã 3 lên liền giúp em ha. Mà ba comment mà ba nhanh tay. À cái dung cái caro còn cái cục eo này nha. Nhít vô trên. Dung xanh 85k đúng không? Đúng rồi 85k. Dung xanh 85k. Mã số 3. Số 3 cho chết cho Trần Ngọc kìa. Mà ba cho Trần Ngọc nha. Mà ba lấy gì vậy? Dung mà hả? Mà ba cho Trần Ngọc ha. Trần Ngọc. Rồi cái đầm trắng này nha. Chị đã ôm cái đầm trắng này comment mặt trắng cho em ơi. Dạ. Rồi. Tin rồi đúng không? Bà Ngọc bà nhắn tin, bà nhắn thông tin vui bút cho tôi là cái gì tôi gửi hàng nha bà Ngọc nha. Rồi mẫu này chị nào lấy cái trắng thôi, chốt màu trắng cho em nha. Màu trắng này tầm 1m6 khoảng 50 cân đổ về thôi, eo của nó 70-72 nhá. Eo 72 đổ về mấy chị ha. Chốt trắng cho em này, trắng mặc rất là dễ thương ha. Đây mặt trắng mặc đẹp lắm. Rồi dài qua gối nha, comment trắng cho em luôn. Đây trắng này, trắng comment màu trắng giúp em nha. Màu trắng comment màu trắng ha. Nhanh tay comment đi chứ nhá, toàn đồ đẹp thôi. Toàn đồ đẹp đồ hot không á. Còn hàng ăn đông không nha mấy chị, hàng ăn đông là toàn mấy trăm ngàn không á. Má trắng mấy chị ơi, má trắng đi. Hàng ăn đông mấy trăm ngàn, xăng siêu mới có giá này ha mấy chị ha. Xăng siêu mới có giá siêu rẻ như thế này á. Đồ đầm này đẹp quá. Trắng 95k. Trắng 95k cho chị Ngọ Trâm này phải không? Chị Ngọ Trâm đấy trắng đúng không chị ơi? Đúng trắng. Ok cho em nha. Trắng mét 6 khoảng 52 cân đổ về nha Ngọ Trâm. Rồi chị nào lấy đỏ. Trắng rồi bây giờ đỏ luôn ha.
mà đỏ cho em luôn đi. Mà đỏ khoảng 1m50 cân luôn. Eo của nó tầm 70 luôn, với chị hai eo 70 đổ về nha. Eo em này 70 đổ về, 1m60 cân. Còn 1m55, 4m6 cân ha. 1m55, 4m6 cân. Rồi chốt đỏ cho em luôn. Cầm em mà đỏ luôn ha, rất là đẹp. Rồi xuống đỏ luôn nha. Đỏ 1m6, 1m60 cân, 1m55, 46 cân. Hương nhớ đó Hương ơi, để chị Yến kiểm tra nha Hương nha. Hương gì á? Biết vậy được, anh trả lời cho phải không? Rồi, đỏ. Xuống đỏ luôn nè. Nhanh tay cầm em chị ơi, còn đồ đẹp nó hot không hả? Đỏ từ 95k có mút ngực. À quên báo với chị là đỏ có mút ngực luôn ha. Đỏ có mút ngực luôn nha. Má đỏ có mút ngực 95k này. Trắng bao nhiêu đấy? Trắng 95 đúng không? Trắng 95, đỏ 95. Trắng 95 nha chị ngồi châm ơi. Đỏ cũng 95 luôn này. Trắng 95, đỏ 95, sọc 89. Sọc 89 nha. Chị nào lấy sọc comment mà sọc giúp em nè. Mà sọc ha. Chốt sọc luôn mấy chị ơi, chốt mà sọc giúp em. Đây sọc đây. Mà sọc nha, giùm mấy chị. Mà sọc 1m57. Khoảng 57 ha. Khoảng 50 cân á. 1m57. Còn 48 cân đi. Ok, chị Ngọc Trâm có trắng rồi nha. Đổi cho Yumi Nguyên này. Rồi 1m57 khoảng, cái này mặc nhiều đồ nó hơi căng một chút mấy chị. Cái này 1m57 khoảng 48 cân là ok rồi ha. 48-49 cân đổ về nha. Eo em này khoảng 73-74 á. Eo em này khoảng 74 ha. Eo dung này khoảng 74 nha. Nhưng 1m57 đổ về thôi. 1m6 em sợ là bị đụng á nha. Mặc dung nó hay bị đụng ở dưới đây nè. Rồi, chị nào ôm cái màu dung này comment sọc cho em 89k nha. Mà sọc 89k. Sọc đúng rồi nha, 74 mà. Má sọc eo 74 89k này. Zoom má sọc eo 74 89k này. Sọc comment sọc liền cho em, chốt sọc. Chốt sọc liền tay cho em. Rồi, mục đích được rồi. Sọc cho Vũ Thị Cẩm Giang này. Sọc cho Chế Thương Hiến. Chế Thương Hiến, ok rồi, Chế Thương Hiến lâu vô chốt em được cái này. Sọc cho Thương Hiến này, sọc cho Vũ Thị Cẩm Giang. Chế Thương Hiến, chốt thêm em đi đơn nha, không một cái em cũng đi nữa nha. Phải Chế Thương Hiến khách cũ em không chế ơi, phải cho em lại bao số điện thoại Chế Thương Hiến nhá. Khách cũ cho em 3 số đuôi, khách mới cho em số điện thoại đầy đủ kèm mấy mã hàng đấy chứ ha. Khách mới nhớ cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha. Khách cũ cho em 3 số đuôi, trời ơi dung này đẹp quá à. Nhìn cái dung là muốn mặc rồi. Nhìn cái dung là muốn mặc rồi mấy chị ơi. Dung siêu đẹp luôn. Đây, tưởng em còn mặc dung được nữa. Tưởng em tới 47 cân rồi mấy chị ơi. Nay lên cân rồi, chuẩn bị giảm cân nè. Chuẩn bị công cuộc giảm cân ha. Nay lên cân, quá lên cân rồi. Rồi màu này. Quá đẹp luôn, trời màu này đẹp quá trời là giữ cái này rồi trời. Dễ thương quá à. Rồi, đằng sau là co giãn eo không mấy chị hai. Ok, chị Thương Hiến nha. Đo em maximum là được bao nhiêu nha. Rồi mấy chị lấy màu này comment cho em mà của nó mà 29 đi. Chốt 29 giúp em. Được, 2. Dung mà 29 à. Eo cô dạng được tới 80 luôn á mấy chị. Nhưng mà mấy chị ơi, 1m6-54 cân đổ về thôi. À quên, 1m57 thôi. 1m57 và 52 cân đổ về nha. 1m57-52 cân đổ về. Comment liền cho em mà của nó là mà số. Số nhiêu mới đắp xong á. Mà 27 hả? 27 đúng không? Ừ. Mà 27. 27. Út xinh đẹp mà, út xinh đẹp mặc cái này không được đâu em ơi. Mà 27, 29, 29 chứ. 29. À út mấy 6 hả? 29. Út anh mấy lần đâu, dùm mà mặc được. Không biết người ta không mặc được mà mặc được. Mấy bữa mà mặc dùm được hết mà. Chốt cho bà đi. Mặc thêm thắng cái hợp. Dùm mà 27 đúng không? Ừ, dùm 27. Cho ok luôn. Chốt cho út xinh đẹp nha. Ai không mặc được dùm với bà không mặc được mà. Rồi chốt dung 27 cho bà Út nha. Rồi chị nào lấy cái dung sọc hồng. Không phải là 29 à. Ở 27, 29 gì đấy cũng được. Rồi. Tùm luôn má chứ. Lâu lâu em bị mạng nóng cá vàng lên và xả em luôn rồi. Mấy chị ơi em hay quên mạng, có gì mấy chị nhắc em nha. Tính hay quên mạng lắm. Rồi mặc dù rất là tập trung nhưng mà cái này bao nhiêu tiền em ơi? Cái đó. À, cái dùm đó là 99k đó nha Út ơi, cái dùm đó 99k nha Út. Rồi cái dùm sọc 89k mấy chị ơi. Chị nào lấy cái sọc này comment cho em mà của nó là mà số 6 đi. Mà 6 sọc eo 74, 1m6 52 cân nha.
comment cho em mã của nó là mã số 6. Mã số 6 89k. Số 6 89k này. Dùng nha mấy chị, dùng nha. Mã số 6 89k dùng này. Em lấy số 6, chốt số 6 cho em luôn. Số 6, số 6 cho 6 xẻ này. Rồi một cái đầm body. Một cái đầm body màu sọc rất là dễ thương. Rồi đầm body sọc không chị ơi, 95k. Đây mặc cái này dễ thương lắm nha. Mặc cái này đi đâu cũng được, đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi tiệc cũng được luôn. Rồi đặc biệt là đi chơi lễ, ok luôn ha. Rồi comment cho em mã này là mã số 33 nha mấy chị nha. Chốt 33 cho em co giãn. Co giãn thoải mái luôn mấy chị ơi, co giãn thoải mái luôn, đúng body luôn ha. Màu này mét 6 55 cân ok luôn mấy chị. Co giãn luôn, 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về ok luôn ha. Co giãn thoải mái nha. Rồi chốt cho em mã của nó là mã số 33. Trời ơi nhớ mã được giỏi quá. Mã 33 nha chị nha. Anh em mà xong anh cũng quên mất tiêu luôn. Comment mã 33 giúp em. 33 bao nhiêu tiền? 95k. Mã số 33 95k này. 33 cho Yumi Nguyễn này. 33 cho bà Yumi. 33 chốt cho bà Yumi nha. Rồi chị nói lấy 33 này, comment 33 lên nha. Chốt 33 lên luôn. 33 còn mấy cái em? Còn cái hả? Dạ. 33 còn một cái đúng không? 33 hả? 33 ừ, 33 có một cái thôi. Ba còn à, cái đúng không? Ba còn một cái, chắc ở chốt một cái và Yumi rồi đúng không? Ừ. Còn một cái thôi em. 33 cho Mỹ Hương nha. 33 cho Mỹ Hương là em hết 33 nha. 33 cho Mỹ Hương. Rồi cái đầm này ha mấy chị, ở đây trên này nó có hai cái sợi dây nè nha. Hai sợi dây đảm bảo mấy chị mặc không bao giờ bị rớt mút ngực. Cái này có mút ngực luôn mấy chị, không cần mặc ống ngực luôn ha. Dày dặn đã lắm. Đây rất là dễ thương body như vậy nha. Rồi chị Nơn cái đầm này comment liền cho em mã số 4. Mã số 4 nha, 95k, chốt mã số 4 giúp em. Mã số 4 95k. Mấy chị chốt mã số 4 giúp em nha. Để 95. Chốt mã 4 giúp em nè. Mã 4 nha. 4 đẹp quá à. 4 siêu đẹp luôn. Chốt mã 4. Mã 4 mét 6 52 cân đổ về. Chốt mã 4 cho em. Mã số 4 95k 1 mét 6 52 cân đổ về này, mã 4 nè mấy chị ơi, mã số 4 nha. Mà bốn đẹp mà bốn nó mặc là nhãn đẹp lắm. Có dây, có hai dây hai bên luôn. Dạ. Mã số 4 này 95k. Sao tối nay chưa thấy bà Vivi vô nhờ? Bà bảo tối vô mà. Không biết em ơi. Rồi màu này, màu này. Vô chốt hàng mai đi đơn chứ nhờ. Vivi ơi. Rồi màu này nha. Mã số 4 cho Yumi Nguyễn nè. Rồi chị nào ân màu dung này, màu dung này tầm mét 6 khoảng 50 cân nha mấy chị ơi. Eo em dung này là tầm khoảng 70 ha, 70 đổ về. Eo 70 đổ về thôi nha. Đó, mặc ôm như vậy nha mấy chị. Em bây giờ eo 70 rồi là mặc ôm sát luôn ha. Ôm sát cái này luôn nha. Rồi chị ôm cái dung này. Chốt cho em mã của nó là mã số 5 nha mấy chị, mã số 5. Mã số 5 95k, dung thiết kế đi tiệc được nha mấy chị nha. Mấy chị mặc đi tiệc được luôn ha, rất là dễ thương. Để qua đằng sau cho mấy chị cầm mông nha. Mặc mấy cái dung này mông đẹp lắm, mông không bị xấu. Em mặc hai, em mặc cả quần bên trong luôn mà nhìn vẫn râm, vẫn nhìn dễ thương á. Còn lột cái quần này ra mặc mông nhìn tròn mà đẹp lắm nha. Rồi chị đơn cái dung này chốt cho em luôn này. Cái này đang mặc mấy cái đồ luôn á, nên nhìn nó hơi cồn ha. Rồi dung 95k đi tiệc được luôn nha. Dung 95k mã số 5 nha mấy chị ơi. Dung 95k mã số 5 này. Chốt mà 5 cho em. Số 5 cho Thắm Nguyễn, số 338 nè. Số 5 cho bà Thắm Nguyễn nha. Số 5 chốt cho Thắm Nguyễn. Rồi đầm body bill. Body bill nha, rất là dễ thương. Đó, cực kỳ cưng nha mấy chị ha. Body bill giá 89k nha, 89k luôn. Rất là cưng nha mấy chị. Chị nào đây cho mấy chị coi mẫu mặt đây hơi bị sang chảnh nha. Mặc cái body bell này hơi bị sang chảnh nha. Chị nào ưng bell chút mà bell giúp em. Rồi chút mà bell luôn, mà bell này đẹp quá. Mà bell này mặc sang lắm luôn á. À, bell bao nhiêu tiền? Co giãn luôn mấy chị. Mà bell giá 89k, 1m6 52 cân đủ về. Chút mà bell giúp em. Chỉ có một cái mà bell này thôi, không có màu khác đâu. Rồi chút bell cho em nha các tình yêu ơi, mà bell nha. Mà bell này mấy chị ơi. Mà bell. Mà bell nhanh tay nha, mà bell. Mã beo 89k đúng không? Mã beo màu đó đẹp á, chị Hòa mặc màu beo nó đẹp á. Chị Hòa mặc màu khác cũng có đẹp đâu, mặc màu đó đẹp lắm á. Beo 89k đúng không? Đúng rồi, beo 89k.
Chị Hà Nguyễn đấy, chị Hà Nguyễn coi kiếm được có lại sư lấy lại số điện thoại chưa? Beo beo 89k cho Bình Lê này. Beo cho Bình Lê nha. Bình Lê này, cho Bình Lê. Bình Lê là khách cũ anh không em ơi. Bình Lê mà chốt hàng với anh rồi cho anh là 3 số đuôi điện thoại em nha. Bình Lê chốt còn, hàng chưa? Bình Lê còn khách mới để lại cho anh số điện thoại đầy đủ kèm thêm địa chỉ nữa này. À chị Tuệ Nghi đây. Ok, chị Tuệ Nghi này Beo 89k cho chị Tuệ Nghi nha, hết hồn. Ủa chị Bình Lê vậy, chị Tuệ Nghi hả? Không, Bình Lê này là Tuệ Nghi. Còn Beo không em ơi? Hết Beo rồi, em hết Beo rồi. Hết Beo nha. Hai chị rồi mới nhắc bà Bi xong mới vô rồi kìa. Hello Bi, chốt đơn nha bà. Tối nay chốt đơn đi, mai chị gửi xe cho nè. Em lên cầm điện thoại cho. Bữa nay mập quá rồi mấy chị ơi, chuẩn bị uống giảm cân. Chuẩn bị chương trình giảm cân xuống 43 cân từ giờ đến Tết là vừa ha. Bây giờ 47 cân xuống 4 cân từ giờ đến Tết là vừa ha. Chuẩn bị chương trình giảm cân nha mấy chị. Rồi mẫu xinh đẹp này. Chị nào ơn cái mẫu xinh đẹp này comment cho em màu hồng nè. Chốt hồng giúp em. Rồi màu hồng xinh đẹp lắm mấy chị ơi, baby cute ha. Chị nào lấy hồng chốt màu hồng giùm em luôn. Đây, hồng hoa rất là dễ thương luôn, màu hồng. Đây mặc cái hồng vô giống chị coi nha, cực kỳ cưng ha. Đẹp dã man luôn á. Đẹp lắm, đẹp lắm. Cái hồng này. Còn màu khác ta. À còn màu khác luôn. Có màu khác luôn nha. Hồng này eo của nó 74 mấy chị ơi. Mé 6 khoảng 52 cân đổ về ha. Rồi chế nào lấy hồng chút hồng cho em nè, màu hồng nha. Rất là dễ thương ha. Đây, màu hồng cho em nha. Trời ơi, tà xẻ dễ thương cho. Bao cưng luôn ha. Hồng với lại màu vàng. Hai màu hồng và vàng. Hai màu hồng và vàng nha. Rồi chị nào ơn chốt cho em mà đây là mặt số 1 đi, một hồng một vàng giúp em. Một hồng và một vàng ha. Một hồng một vàng. Comment là 1 thì màu cho em nha, một hồng một vàng giúp em. Giá là 95k. Một hồng và một vàng này, giá 95k một cái nhé mấy chị ơi. Đầm hả em ơi, đúng không? Dạ, đầm. Đầm hồng và đầm vàng 95k này. Một hồng một vàng cho em 95k. Một hồng một vàng cho áo em này em. Áo của em. Một hồng một vàng. Quần áo. Quần đâu? Quần đi tới thiên nhiên kinh rồi. Quần nó đi tới thiên nhiên kinh rồi. Má một hồng và một vàng nè mấy chị ơi. Rồi mà một đẹp lắm, đầm đẹp lắm. Đầm nó siêu đẹp luôn, mấy chị mặc đi làm xinh lắm có tay nha. Đi làm cực kỳ đẹp luôn ha. Mà đi làm ngất ngây luôn á. Một hồng một vàng đi. Không cần giảm đâu, cân đâu. Nhìn vậy là đẹp lắm rồi. Ôi nhìn mập lắm, Tết về mấy em dâu nó cười chết. Phải giảm cân thôi. Rồi, tiếp cho mấy chị. Giảm cân mặc đồ cho nó đẹp để mấy chị còn ngắm chứ đúng không? Rồi màu này có động lực to lớn luôn á. Rồi sọc Eo 72 đổ về. Chị nó lấy sọc 89k. Comment mà sọc cho em đây là sọc hồng mấy chị ha. Một cái dùm sọc hồng 89k. Eo của nó là 72. Một mét 57 khoảng 48 cân đổ về ha. Mấy 57 48 cân 89 cân gì đó. Một vàng cho Vivi nè. Một vàng cho Vivi ha. Rồi chị nào lấy sọc chốt mà sọc cho em này mà sọc luôn. Rất là dễ thương ha. Dạ 89k. Sọc 89k. Má là sọc 89k. Má sọc 89k nha. Sọc 89k giúp em nha. Đây mùa nay mặc thử cái zombie cho mấy chị coi. Zombie 95k. Hôm nay bị nhiều zoom á. Mấy cái zoom này mặc tết thật đẹp. Đẹp mà hôm nay tên đồ bé quá. Chị Ngô Thị Đào. Ngô Thị Đào bao nhiêu cân nha. Đây, cái zombie nha. Zombie nha mấy chị. Còn nhiều nữa luôn hả ta? Zombie 95k nha mấy chị nha. Zombie hôm nay em sale có 95k thôi. Đây, zombie này hôm nay sale 95k và zombie siêu đẹp ha mấy chị. Cái này mặc nhiều đồ quá, nhìn nó cộm lên đó mấy chị. Coi chung cái kính tiên không.
Dung cánh tiên chỉ còn một màu màu xanh non thôi. Xanh non nó chốt rồi. Ủa chốt rồi hả? Chốt rồi về hết rồi. Có một cái đúng không? Ừ, có một cái hả? Chốt rồi. Chốt rồi về hết rồi. Chị nào lấy bi chốt mà bi giúp em nha. Mà bi. Thế mẹ rồi. Mà bi 95k. Bị xác minh trên tính hả? Sao? Ao ra cái thương mẹ. Giang Thảo với Thảo Giang. Rồi mà Bi, chị nói ông Bi chúc mà Bi lên tay giúp em nha. Mà Bi 95k rất là đẹp luôn. Comment Bi nhanh tay nha. Bi quá đẹp luôn thật sự. Mà Bi đẹp ngất ngây là tay luôn ha. Comment Bi nhanh tay nha, mà Bi đẹp quá. Mà Bi là mét 6-53 con đủ về ha. Yêu em này khoảng 74 nữa chị ơi. Yêu 74 nha. Yêu em Dung Bi này yêu khoảng 74 đủ về ha. Chị nào lấy cái Dung Bi comment Bi cho em nha. Mà Bi rồi lấy cái ship này chân váy caro, chân váy caro và áo rất là dễ thương, có hai túi hai bên luôn. Rồi cái mẫu này chắc tầm khoảng size M quá. Chế Bích Phượng khách mới, chế Bích Phượng khách mới mà lấy mã Bi comment cho em, để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ em mới chốt được nha chế ơi. Dung Bi chốt cho VV à. Yêu 66. Em này set này là yêu 66 độ về nha. Set yêu 66 độ về chút mà vàng giúp em. Mà vàng nha, set 66 độ về chút mà vàng giúp em. Mà vàng nha mấy chị. Có set 68 ký không chị ơi? Em set nhà em chỉ tầm khoảng 60 độ về thôi. Khoảng 60 58 cân độ về thôi. 54 55 cân chứ chẳng có set 68. Không có set trên 60 cân. Chị Bích Phượng cho em thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Vàng yêu 65 66. 1m6 khoảng 50 khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 46 cân á. 1m55 khoảng 43 cân đủ về nha. 1m55 43 cân đủ về. Màu vàng. Set vàng cho thỏ ớt này. Nhưng mà lên M gà thỏ ớt mặc M nó vừa nó này set S rồi, phải set M đâu. Em đoán là M nhưng mà đo là S. Ồ ok, chế thỏ ớt mà không vừa rồi. S á, M không vừa đâu. S vừa đúng thế, S vừa mà không vừa. S vừa đó ha. Rồi tiếp nha mấy chế, một cái áo ba lỗ như vậy rất là xinh nha. Áo ba lỗ rất là xinh luôn. 45, 60 cả. Đây. Áo ba lỗ cô tông và một cái chân váy caro màu xanh nha mấy chị, cái này yêu 65, 66 luôn. Chế thở ớt lấy cái size S đó luôn đúng không? S luôn hả? S đó chế, à và chốt cho thở ớt S đi. Chốt cho thở ớt S nha. Rồi cái này size S luôn mấy chị. Cái này size S luôn, eo 65 nha. Chân váy eo 65. Chị đã lấy chốt liền cho em mà của nó là mã số 4. Chốt mà 4 giúp em nha, mà 4 eo 65. Chốt mà 4 giúp em nè. Mà 4 eo 65 ấy chứ nha, chứ mà 4 1m55 khoảng 44 cân đổ về nha. Chúc mà 4 cho em luôn, 4 comment mà 4 nha mấy chứ nha, chúc mà 4. Mã số 4 này mấy chị ơi, mã số 4 comment mã số 4 nha. Ok, thở ớt nha, thở ớt cái set vàng này rồi nha. Set này đẹp quá à. Cái set này siêu đẹp luôn. Set này siêu đẹp nha mấy chị. Set 95k. Set siêu đẹp 95k nha. Chị nào ơn set này comment cho em mã của nó là mã số 30 nha mấy chị ha. Chốt 30 giúp em này, quá đẹp. Cái set quá đẹp luôn mà 30. Bữa nay đồ đẹp mà con lại không ổn định được đúng không? Bữa nay chắc vẫn còn dư âm của bão quá. Biết thế nào đây, để mai em phải lên coi xem mạng sao nè. Rồi chốt mã 30 giúp em mấy chị ha. Quá đẹp luôn thực sự cái set. Mã 30 cho chị anh kim to. 30 chân kim to này. 30 em chốt cho chị anh kim to ha. 30 chân kim to. 30 trên kim to. 30 chút trên kim to ha. Em mời anh xét là bao nhiêu tiền hả? Anh đang bận với kim. 95 hết ha. 95 hết. 95 cả. Thì anh kim to không 95 luôn hả? Đúng rồi, còn kim to 95 luôn. Chị đã lấy cái set đen này comment cho em mà của nó mà số 6 nha. Chúc mà 6 cho em. Rồi cái set này eo của nó không bao thun để em đo eo nha. Set đen. Set đen eo thấy bom bé nha.
Yêu số 8 đổ về mấy chị ơi, yêu số 8 đổ về xe S ha. Xe S yêu số 8 đổ về. Xe S yêu số 8 đổ về mấy chị nha. Mà số 6 mà... Kìa. Đó đúng không? Cái xe đen là mà 6 hả? Như vậy. Xe đen mà 6 hả mấy chị? Rồi ok dùm em ha. Đây, xe đen mà 6 nè. Xe đen mà 6. Rồi xếp theo. Xếp theo thì xếp luôn. Xe đen mã 6 cho chị Hiền Dinh nha. Đen mã 6 cho Hiền Dinh. Rồi cái theo eo 64 mấy chị ơi. Cái theo eo 64 nha. Theo eo 64 chị nào lấy theo. Chốt cho em mã theo nè. Thôi nhỏ chị không lấy. À ok eo 68 thì không lấy hả? Nhỏ nhỏ chị không okay, lấy. Ok eo 68 không lấy thì nhường eo 68 cho người khác nha. Chết cam chị dặn là để chị rồi đúng không? Đúng rồi, để cho chị anh Kim Tơ rồi. Ok, vậy xe số 6 em chốt cho Vũ Thị Cẩm Giang em nhé. Vũ Thị Cẩm Giang này. 6 cho Vũ Thị Cẩm Giang. Theo. Xếp theo xếp theo nhỏ. Xếp theo eo nhỏ nhé. Mút ngực, có mút ngực. Xếp theo eo 65, có mút ngực nha. Xếp theo eo 65, có mút ngực. Chị nào mặc vừa, comment mặc 65 cho em luôn. 95k hết chị ơi. Rồi comment cho em mà này là mặc theo nha, mặc theo. Mặc theo, comment mặc theo cho em nha, chốt mặc theo. Comment mặc theo ha mấy chị, chốt mặc theo nha. Dùm em đang mặc bao nhiêu ký vừa? Ngô thì đều. Dùm em mặc là mé 6 khoảng 52 cân chị Đào ơi. Nhỏ mấy quá 52 cân ha. Ok luôn. Mé 6 52 cân. Mã số 6. Em 74 lần hả? 74 lần. Rồi màu này. Ok. Vậy là chưa chốt được nè. Rồi đầm siêu đẹp này ha. Cái đầm siêu đẹp luôn. Em toàn em 11 không à. Mấy chị dầm cân mấy chị ơi. Dầm mà... cân cùng với em ha. Nó luôn mà cậu anh gặp cô không cho. Là sao? Nó có lại bắt gọt bên kia kìa. Cái gì vậy? Ừ. Eo 70 mấy chị ơi, eo 70. Tôi ứng xài gì đó rồi. Rồi eo 70 đổ về nha, eo 70 đổ về. Quá đẹp, cái đầm quá đẹp luôn. Cái đầm này quá đẹp luôn ha mấy chị. Màu đen nha, đây màu mặt nha mấy chị. Giống màu mặt nha, như màu đen nha. Rồi chế nào ưng mẫu này comment liền cho em là mã của nó là mã số 2. Mã số 2 là 70, 1m6 khoảng 50 cân đổ về, 1m55 khoảng 47 cân nha. Eo 70, comment liền cho em là mã số 2. Chốt mã 2 giúp em này, mã 2 này mặc đi làm, đi chơi đều đẹp không mấy chị. Đi làm, đi chơi, đi tiệc thì đều đẹp hết. Làm chơi tiệc thì đều đẹp hết nha. Chốt mã 2 giúp em. Chị đơn 2, chốt mã 2 nha. Ok này, cái theo hồi nãy chốt cho Vivi nha. Mã số 2 đây đúng không? Dạ, mã số 2 cho Mỹ Hương này. Mã số 2 cho Mỹ Hương nhé. Rồi bà chị nó lấy bi nữa mà. Bi 95k thì nó lấy bi. 95k đúng rồi em. Ừ. Chốt mã giùm bi cho em nè. Chị nó lấy giùm bi, chốt giùm bi cho em nhé. Chốt giùm bi giúp em. Lấy giùm bi, chốt giùm bi luôn nha mấy chị. Chốt mã giùm bi giúp em nè. Mấy chị ở xe lai thì tiền giúp em ha. Nó hơi yếu, cái giật, cái giật. Mà số 2 hết rồi đúng không? Số 2 là gì ạ? À cái đầm nó hết rồi. Rồi cái đầm này ứng mỗi người, đầm này mặc đẹp lắm. Cái đầm này mặc đẹp lắm nha. Rồi chị nào thích cái đầm này. Thích cái đầm này comment liền cho em nè. Dạ cái đầm này 95k thôi mấy chị ơi, quá đẹp luôn thật sự. Mấy chị mặc cái đầm này vô là ngất ngây luôn nha, rất là đẹp nha. Rồi chị ơi, cái đầm này chốt liền cho em mà của nó là mã số 3 đi. Chốt số 3 giúp em ha, đầm này mặc vô ngất ngây luôn mấy chị. Đẹp vô cùng ha. Tôi trả cho nó nha. Mon tôi trả cho nó nha. Uống đi, tôi trả cho nó. Rồi, chốt liền cho em mã của nó mã số 3 nha. Mã 3 giúp em mã 3. Rất là dễ thương luôn. Mã 3 mét 6 54 cân đổ về nha. Mã 3 nè, mã 3 sao? Mấy 6 54 cân đủ tiền. Mã số 3 sao nè. Mã số 3 cho sushi nè. 3 cho sushi. Thôi comment chiếc mà. Ủa không thấy nha Hương Nguyễn ơi. Kêu 3 sao mới đọc 3 sao luôn nè. Không, 3 cho sushi chứ sao gì. Em mới đọc 3 sao cho sushi. Ủa cái này 2 cái mà đúng không? Cái nào 2 cái? Số 3 nè. Có đâu, cái dây nó khác nè. Bữa thêm 2 cái mà. Cái dây nó cái đầm. Bữa thêm 2 cái không. Em bán 1 cái rồi. Thì là hết rồi, ok. Số 3 hết rồi nha, thỏ ớt ơi. Số 3 cho sushi là hết rồi nè. Hết, số 3 rồi, thỏ ớt ơi.
ba sao nha. Ok, ba sao luôn. Ba sao luôn, VIP Pro luôn đó. Ba sao là hàng chuẩn đúng không? Ừ, hàng chuẩn, siêu chuẩn luôn. Rồi mẫu này ha, nó dung nha mấy chị. Nó 650 cân đổ về nha. Yêu em này được khoảng 70 đổ về thôi. 95 đúng không? Dung nha, 70 đổ về, dung màu xanh non, xanh lá mạ ha mấy chị. Rồi, chị nói ơi, màu dung này comment cho em mã số 7 đi. Yêu 70, nó 650 cân đổ về nha. Yêu 70, chị nói số 7, chút số 7 chút em ha. Mà 789k. Chị lấy 7 chút 7 cho em mà 7 dung mà 7, 89k trên tất nha. Dung trên tất mà 7, comment mà 7 cho em luôn. Rồi xuống mà 7, 89k này. Mà 7, 89k nha, comment mà 7 giúp em. Mà 7 yêu 70 đổ về 1m55, 4m6 cân thôi. Đây mà 7, chút 7 này. Chút mà 7 giúp em nha. Mày đây, mày đây, có mày đây. Mà 7, mà 7. Mà số 7, chút mà số 7 giúp em này. Dung mà số 7 nè. Dùng mã số 7 nha. Cầm lên mà 7 mà vô. Chị nào ăn 7 chút mà 7 cho em luôn. Mà 7. Mà 7 siêu đẹp. Mà 7 đẹp ngất ngây. Chắc bữa đấy là bài hết bị hết hết chặn là nó chia sẻ được. Số 7 cho Vivi nè. 7 cho Vivi. Chưa mai chút đơn tôi nó bài tranh thủ một chút. Rồi chị nào lấy body này, cầm em body giúp em. Mà body ha. Body quá đẹp luôn. Đây, mặc vô là eo tự nhiên khít ha mấy chị. Mặc vô là eo nó tự nhiên khít vào ha. Rồi body, body này mét 652 cân đổ về. 1m55 thì khoảng 46-47 cân ha. 47 cân á. Rồi chốt body cho em. Mà body ha. Body cô tông cực xịn đằng sau có chìa khóa nha. Chốt body cho em luôn, body quá đẹp. Mà body đẹp mất ngay ha. Body chốt body luôn. Má body, chế nào lấy body, chốt má body. Body nào mới chế là má body nha. Chị nào hỏi này, bộ khóa này, bộ khóa em còn vài bộ thôi nha. Em lên sơ bộ khóa rồi em qua đầm tiếp nha. Lên sơ bộ khóa rồi qua đầm tiếp ha. Body bao nhiêu? Body giá. Body đâu? Body rồi. Body mới thấy đâu rồi đó mà. Thấy body đây. Body bao nhiêu? Body giá 95k. Body đây này. Đây body đây. Body 95k. Rồi hôm nay em sẽ phát cho thầy tính coi nha. Vừa làm áo khoác vừa làm thành bộ luôn mấy chị ơi. Cái này mua 1 được 2 chất cô tông mấy chị, siêu xịn có túi luôn ha. Đây, cái này vừa làm khoác này rất modern luôn ha mấy chị. Cầu vồng, khoác cầu vồng rất là modern và đẹp luôn. Chỉ 120 thôi. 125 chứ chị 125 thôi. 130, mua từ 2 chứ còn 125. Ờ, nãy giờ chị nào mà có đầm, có gì, có đầm, có xét rồi thì... Nói chung là có đơn rồi là 120 luôn. Nói chung là được 2 sản phẩm là xuống 125 chứ còn 2. 130, 125. Ờ, 125. 130, 125. Đây, cái quần đây. Chị đang bộ đây, comment liền cho em mà của nó là mã số 5. Mã số 5 cho em 125. Mã số 5 comment cho em 125. Đối với cái nào có đơn nha. Cái nào có đơn rồi thì chỉ còn 125, còn một bộ là 130. Chị đang mua một bộ là 130 nha. Chốt mã 5 giúp em, có đẹp và có túi có nóng luôn mấy chị ơi. Rất là modern, rất là xịn ha. Đó, ghê khóa thì siêu mút luôn. Rồi, comment số 5 giúp em, chỉ còn vài bộ nha. Mã số 5, xuống số 5 này. Mã số 5. Mã số 5 đây, chốt mã số 5 kia. Hả? Học kiểu bán rồi. Vậy em thích nói vậy đó. Mã số 5 cho chị Thương Hiến này. Mã 5 cho Thương Hiến. Mã 5 quần đỏ, rồi em lên mã 6 quần kem. Mã 6 quần kem. Chị nào lấy 6 chút mà 6 cho em. Cái này em, cái này phi size chị ơi. Cái này phi size chị ơi. Nó là dạng cotton cotton nha. 42 cân đổ lên. Phi size. Còn không? Và 50, 56, 57 cân, 58 cân đổ về. Được hết. Cái bộ đó hả? Ừ. Để cái 5 không? Ừ. Cái 5 hết rồi. Cái 5 là gì? Dinh với lại chị Yumi lấy hết rồi. Rồi bộ này. Cái này số 6. Số 6 quần cam đất. Chốt số 6 nha. Mình không chốt được số 5 thì mình chốt số 6. Số 6 đẹp y chang số 5 nhưng mà quần của nó màu cam đất. Tông của nó là tông chủ đạo màu cam. Rồi số 6 cho em luôn, quá xinh quá đẹp. Một áo khoác 120 mà một bộ chỉ có 125 thôi. Quá xinh quá đẹp luôn. Một áo khoác không là 120 rồi. Một tông ha, cam mô đen, cầu vồng quá đẹp. Rồi chốt liền cho em nha mấy chị ơi. Đừng ngừng nha mấy chị ơi, đừng chần chừ. Nãy giờ 100 bộ ra đi rồi mấy chị ơi. Hiện tại chỉ còn 2, 3, 4, 5.
chỉ còn 4 bộ thôi, chỉ còn 4 bộ thôi, biết giờ cả bộ em đang cầm là 4 bộ nha. Cái này chị nào chưa có chốt liền không, lần mà, sau mà không có sáu cho chị Hiền Dinh, mà 6 đi Hiền Dinh, mà 6 cùng cầm đất đi Hiền Dinh, mà 6 cùng cầm đất đi Hiền Dinh, hết cùng cầm đất rồi người ta, hết cùng cầm đất đó. Bởi vậy chị con, vậy là còn 3 bộ thôi nha, chỉ còn 3 bộ thôi. Cái chị ơi, đợt sau không có về đâu, em hứa luôn nha, đồ em chỉ qua tour một lần thôi, tại vì em là em lấy số lượng nhiều về bộ sĩ á. Cho nên em chỉ lấy ví dụ một lần em lấy bay mấy hàng bù á, cho nên hết đợt là em qua luôn, em không lấy lại nữa mấy chị nha. Đó, cho nên mới qua đợt là qua luôn, là về hàng khác. Cho nên chị nào chưa chốt được mình nhanh tay mình chốt, không thôi là mùa đông năm nay con sẽ bị lạnh đó, ví dụ vậy ha. Rồi chị nào cái bộ này cầm lên liền cho em mã 12, chốt mã 12 cho em. Mã 12 quá đẹp, mã 12 quá đẹp, chị ấy rất khi cất tiếng hát. Chốt mã 12 cho em nha. Đó, mã 12 rất là đẹp luôn. Cuồng vàng, cuồng vàng. Tông của nó là tông màu vàng nha. Đây, tông màu vàng. Rồi, cầm em mã 12 giúp em. Hàng mà hát cũng nổi luôn á. Rồi, mã 12. Chứ bữa nào thuê hot boy hát. Rồi, sao. Chế nào á, chế nào, cái đó chế nào ấy. Chị Dinh hả? Rồi, bán cái cuồng để kéo lại. Hiền Dinh ơi, cái bộ Hiền Dinh mình nhúng màu rồi, Hiền Dinh chốt mà khác đi. Bị xíu ở cái tay có được không? Đâu, bị xíu ở cái tay à, xem Hiền Dinh lấy không? Hiền Dinh không lấy thì chốt màu vàng cho em đi. Chốt tông màu vàng nha. Đây, rồi mùa đông hôm nay chị Hiền Dinh 12 cho chị Thúy Dân Trương. Đây Hiền Dinh ơi, nó bị chút xíu ngay tay này thôi, một bên tay à, đây nó một chấm chấm đỏ đỏ nhỏ nhỏ thôi. Cái này chỉ có anh Giang với chị soi ra thôi chứ em chịu. Thế hả? Cái này chỉ có chị Hiền với chị Anh Giang soi ra thôi đây. Đây nha, nó bị chút xíu này, lấy không? Lấy em sale nha. 125 đúng không? Sale xuống 100 luôn. Sale xuống 100 luôn nha. Đây, lấy em sale xuống 100 luôn, không lấy thì thỏng mặt luôn. Rồi, comment liền cho em mà 100, Hiền Dinh lấy ok 100 cho em. Hiền Dinh lấy ok 100 cho em này. Ok. Ok 100k này. Không lấy là thỏng mặt luôn. Rồi, tiếp mấy chị ơi, màu hồng, còn cuồng hồng và cuồng tím chỉ còn hai chiếc, chỉ còn hai bộ cuồng hồng và cuồng tím nha em, chỉ còn hai bộ thôi, cuồng hồng và cuồng tím qua đợt này rồi là không về lại đâu, cho nên chị nào chưa có nhanh tay chấp là chấp cô tông xịn nhắm chị nha. Chị nào lấy đồ bộ nhà em quen rồi á, hoặc lấy áo khoác cô tông nhà em về rồi là mấy chị sẽ biết chấp em nha. Còn nếu em lên đổi nha, em còn mấy bộ nên là hơn 100, em bán em bán lẻ hơn 100 bộ ra đi. Em bán còn mấy bộ nên em khỏi ghim nha chị Đặng Thị Hương ơi. Hiện tại em chỉ còn có vài bộ thôi, 125k, chị mới chỉ lấy từ hai bộ. Còn một bộ là 130k, chấp cô tông xịt loại 1 luôn. Mấy chị lấy về là mấy chị biết chấp đẹp mà đạt thôi, dạng thoải mái lắm. Nói chung là 42, 43 cân đổ lên và 58 cân đổ về. Cho em coi chị, thoải mái. Em chưa có nè. Đây, chị nào chưa có chút nhanh lên, chỉ còn hai bộ thôi. Mà nó là gì? Mà đây là mã hồng và mã tím nha, mã hồng. Mã hồng nè. Hồng cho chéo hoàn hảo nè. Hồng cho hoàn hảo, vậy còn một bộ tím là hết nha. Đây, bộ tím là hết nè. Hồng cho hoàn hảo 100 hết rồi, Thị Hường ơi. Hết 100 rồi, cái đó là bị dơ, mới xem 100 thôi. 125 nha. Đây, bộ tím, chỉ còn một bộ tím thôi. Chị nào lấy tím chốt, mã tím lên cho em luôn. Đây, còn một bộ tím là hết, bộ cuối cùng thôi mấy chị. Bộ cuối cùng cũng như bộ cúng cua luôn là hết nha mấy chị nha. Đây, không mấy bộ kia lên nốt đi. Hết. Đây, hồng, tím, comment tím luôn là hết nha. Còn hai bộ này, rồi khách không bắt máy. Rồi em siêu nè, cho mấy chị luôn đi. Hả? Hồng nè, đó là bộ tím. Là em hết nha mấy chị nha, chị nào chưa có, chốt nhanh bộ tím cho em đi. Chốt nhanh bộ tím là em hết nha, không còn một bộ luôn. Tím cho cái 6 xẻ nè. Tím cho 6 xẻ là hết, không còn bộ nào. Rồi, xong. Còn đúng hai bộ nỉ màu xám, gọi khách không bắt máy, em xin phép được xả ra với giá rẻ hơn 5k. 120k. Không có nha, có đơn rồi là 125 nha. Không có đơn rồi là 125, mà chị nào chưa có đơn là 130 nha. Chị nào chưa có đơn là 130, còn có đơn rồi là 125. Hai bộ là 125 là đủ á. Em hết rồi, thật, em hết đồ bộ, chết bộ đó em hết rồi nha. Chết bộ nào á? Đây, cái bộ này hết rồi. À, chết rồi, hết rồi còn đâu. Em không giữ được một bộ mặt, em hứa luôn á. Em không giữ được một bộ nào mặc luôn á, thèm lắm. Mà không có giữ được bộ nào luôn. Tại vì nó về số lượng ít, không có nhiều á. Về được có vài ngàn thôi là em xỉ hết trơn rồi. Chị giữ lại được có khoảng 150 để bán lẻ thôi. Là nãy giờ bán hết rồi đó, là không còn bộ nào á. Rồi, chị đó cái bộ này nè. Còn hai bộ bán lẻ hơn nè. 100
105 luôn, chỉ còn 2 bộ thôi chị. Dành cho chị nó bút nhanh nha. Bộ nịt bông chỉ còn 2 bộ thôi. 1m55 khoảng đây thì bông bên trong này, 1m55 khoảng 48 cân, 47 cân. Em để mặc đi em ơi. 48, 47 cân rồi về. Hai bộ đúng nhau là bán bớt bộ đi, thảo mặc bộ. Rồi chị nào lấy chút đi, em 105. Mà bây giờ phải để lại 3 bộ, 3 chị em 3 bộ để mặc cho vui. Đi anh có rồi, anh có màu rồi. Ừ, ý là để ba bộ màu xám à? À, ba bộ giống nhau à? Rồi, chị nào lấy tới phiên đi. Xám gì bông cho thở ớt nè. Thở ớt một bộ. Đúng sai còn thở ớt luôn hả? Ô, mùi khét rồi. Đây, thở ớt một bộ. Đây, ghi đây cho thở ớt đi. Ôi, mùi khét. Cái gì khét thôi? Cái gì? Thằng này nó làm cái bùng cái chết. Điện thoại em không khét. Cái này còn khét. Cái gì khét hết? Cái ở ngoài nhà người ta, khét nhà người ta. Khét nhà người ta, không nhà mình đâu. Đang like bụng nhưng nghe mùi khét. Cái năm này là ổng rồi nghe mùi khét. Chảy cái gì rồi không biết. Rồi còn đây nha mấy chị. Khét nhà hàng xóm rồi anh ơi. Rồi lên đồng, lên đồng. Rồi chị nào lấy màu này, chị nào lấy cái đầm xinh xắn này có hai màu là màu hồng và màu vàng bơ. Hồng và màu vàng ha. Màu vàng này màu vàng gì á nhờ, chẳng biết là màu vàng nhạt á. Và này vàng nhạt nha. Rồi màu này em đo eo đi. Đo eo cái nha. Đo eo một cái. Chị rớt mạng lúc quan trọng. Trời ơi đúng rồi bà bèo tay bà ấy xin. Bà ấy chốt cho bà một bộ khóa kéo. Trời ơi, mà bị rớt mạng nhanh đúng lúc. Sao không inbox cho tôi? Mình ơi, sao không inbox cho tôi? Tôi không giữ được bộ nào tôi mặc đây này. Rồi, chị nào lấy bộ này, chị nào lấy cái đầm này comment cho em mà của nó mà số 7 đi. Chú mà 7 giúp em nha. Mà 7. Chị nào lấy 7, chú mà 7 giúp em, mà 7. Đây mà 7, quá đẹp luôn, mà 7 có hai màu. Mà 7 tài trước. Tài trước ngắn, tài sau dài hơn. Mà 7 tài sau là dài vô gối luôn, có hai màu là màu xanh với màu hồng. Thành phát hồng eo mới đo xong nha, 74 bị 2 gì đấy á. Em 74 bị 2 xong, mấy 6 52 cân đủ ghê nha. Mấy 6 52 cân comment cho em mà 7 nha, mà 7 cái màu, mà 7 cái màu. Chị nào lấy 7 chút mà 7 cái màu giúp em nha, 7 cái màu. Chút 7 cái màu giúp em nha. Chị nào ông 7 chút 7 cái màu, 7 cái màu ha. Chị nào, đây, em lấy cái đồ nhỏ nhỏ nha. Dành cho chị nào mình là một con á. À, cái này đẹp lắm, em sẽ mặc cái này nha, cái tính xu cái này. Đây, bây giờ là để dành đồ Tết là vừa rồi đó mấy chị. Dạo này để dành mấy cái để mặc Tết luôn. Hay ha. Tranh thủ để dành đồ mặc Tết. Không thôi là Tết sát Tết là không có để đồ được đâu. Sát Tết là nhiều khi đồ không có được đẹp, không được như ý á. Cho nên mấy chị tranh thủ mình sắm đồ mình để mặc Tết dần là vừa rồi ha. Ủa. Bị gì? Chị uống, chị uống. Trời, quá đẹp luôn. Da đẹp không? Đẹp. Chưa mặc đẹp xảo. Đây, mặc cho rồi nè. Rồi, chị ơi. Chị ơi, cái mẫu này không lấy liền cho em mặc. Đó là mà số 12. Mà 12, 99k. Chúc mà 12 giúp em. Mà số 12, 99k. Mà số 12, 99k này. Em 72, mấy 6, 52 cân. Mấy 6, 52 cân, em 72 đổ về. Rồi chị nào lấy, mày mặc cái này hơi bị đẹp luôn đó. Rồi chị nào lấy 12, chúc 12 nhanh tay giúp em. 79k. 77 là cái đó. Số 7 là gì? Đấy, số 7 là cái gì nhá? Chẳng biết luôn. À 7 cái màu, màu gì? 7 cái màu, chứ lấy màu gì? Mà số 12 cho chị Thương Hiến nè. Thương Hiến 12, chứ lấy mà 7 màu gì á chứ? 7 màu gì chứ ơi? Chứ ơi, 7 màu gì thế? 7 màu gì thế? Đây. 7 vàng. 7 vàng đây, 7 vàng có, 7 vàng lấy 7 vàng đây. 7 vàng cho chế quản trị viên này. 7 vàng cho quản trị viên nha. 12 cho chế Thương Hiến nha. 12 cho Thương Hiến luôn, 12 cho Thương Hiến và xếp em nhé vừa. Bắt đền ra chị, bác gì bắt đền mạng chứ bắt đền gì anh. Ui da, chồng của chị nghe đừng bắt đền. Chồng của chị bắt đèn chị nghe. Thấy, tự nhiên thấy ra là hoài không có ý comment lên. Đây, cái xếp này ha, để em nhét thử cái vừa.
Ủa em vừa mới chứ 95 hết đúng không em? 70 em ơi, bao nhiêu đây em? 95 hết rồi. Dạ. 95. Ý là cái đầm này 99 nhạc đại ca. Đầm này hả? Ừ, đầm của chị Thương Chuông Hiến là 99. Thương, đầm của chị Thương Hiến là 99 nè, đầm vàng mã số 795 nè. Rồi, cái set này yêu 70, yêu số 8, 70 gì đó về ha. Tầm mét 6 khoảng 40, 47 cân á. Mét 55 khoảng 40, mét 55 nhiều nhỉ? Người gì đâu mà mặc xịt cũng đẹp. Cảm ơn chị nha, em mà giảm được khoảng 2kg rồi em mặc đồ đẹp lắm á. Cảm ơn mấy chị. Ok. Lâu thêm tự tin một chút nha. Rồi chị nào lấy bộ này comment liền cho em mà của nó là mặt số 10 chút. Mà 10 giúp em nha. Dạ, mà 10 này tầm 1m55 khoảng 45 cân. Bộ này khoảng 85k. Ý số rẻ thế thôi để mặc cho rồi. Mã số 10 85k nè, 1m55 45 cân rồi là mặc vừa nhá. Eo sẽ tầm sẽ đúng không? Ừ, cho là sẽ đi. Eo 70 68 á. Eo 70 68 nha. Hôm nay là tàn hôm nay tàn chơi vé. Mã số 10 cho chị. Hàng em đông lắm vậy chị ơi. Nãy rớt cái đội em yêu màu tím chứ đi được. Tím và sa mút và lấy hả? Chị sáu sẻ lấy hả? Sáu sẻ có thể nhường cái sa mút được không? Sáu sẻ ơi, sáu sẻ hà. Hình như này chị sáu sẻ được mấy bộ đúng không? Chị sáu sẻ được mấy bộ đúng không? Chị Thương Hiến có quà. Chị Thương Hiến thật, quà của chị Thương Hiến. Em nói thật, chưa bao giờ em giữ quà mà lâu đến như vậy. Ủa, nhưng mà cuối sao? Cùng cuối cùng em vẫn phải xả ra. Bởi vì nó lâu quá, xả là lâu. Nó lâu quá rồi thảo xả ra chị ơi. Bây giờ chị kêu là có tặng bù cho chị cái khác được không? Hi hi. Không, có tặng nụ hôn nồng cháy của em được nè. Nói vậy thôi chứ chị chịu khó chia sẻ live stream giúp em đi, em tặng quà cho nhé. Chịu khó chia sẻ live stream đi, em tặng quà cho, đẹp lắm. Rồi cái đầm em đang mặc với chị mặc được hai kiểu nha. Kiểu thứ nhất là mấy chị kéo hai cái dây này lên như muốn vậy, chị rất là xinh ha. Mà thảo còn mập gì, chị Văn Trần, Văn Trần nói với chị. Văn Trần nói gì? Chị muốn đi thảo còn không được mà thảo cứ sợ mập. Mập mà, mặc đồ đấy hết mùa rồi, mấy chị kêu em đi lên 70 rồi. Em có 65 mà, học lên 5 phong với chị. Lên 70 rồi, hồi chiều mới đo luôn. Lên 70 rồi, hèn gì dòng này thấy nó mệt. Thở không cũng thấy mệt thật. Thở không cũng thấy mệt luôn á. Thì dòng này xuống quá. Rồi, chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mà của nó 89k. Comment mặt số 3 ở trên. Mà 389k ha. Ở mấy 6-52 cân. Mấy 6-52 cân ha. Em bị sẵn mưng miệng. Mấy 6-52 cân, 1m55 khoảng 48, 47 cân, 48 cân cũng được. Rồi, eo 72 á. Rồi comment liền cho em là mã của nó là mã số bao nhiêu tiền? Mập lên như mình phần nào các bạn? Số 3 89k, mã số 3. Mã số 3, 89k, mã số 3, 89k cho chị Ngọ Trâm này. Mã số 3, 89k này Ngọ Trâm. Đừng buồn làm gì. Đừng buồn làm gì em ơi, phần chân đá chiếc kín. Thế nào cũng kêu em chúng em còn bé và đẹp lắm. Em muốn được yêu xưa. Em muốn được yêu sống năm cơ. Làm gì? Yêu 70 đâu. Làm gì? Em còn đi cô trai. Rồi mẫu này cơ chị ơi. Chị nào ưng mẫu này. Đó cái dung này xinh thế này cơ mà. Siêu luôn 85 đi cho nó hết. Còn rớt đúng một cái. Rớt đúng một cái chị ơi, không có cái thứ hai. Rất đúng một cái duy nhất thì dung này mặc em nó mặc đẹp lắm. Dung này đây mấy chị mặc trắng da mà xinh lắm nha. Chị nào mà đen á, mua kem thì em xài đi nó thật á. Em hồi trước cũng đen thui à, mà nhờ xài kem nó mới trắng như vậy á. Đâu phải cha xin mẹ đẻ ra mà mình được trắng đâu, đúng không mấy chị? Rất là nhiều khi mình đi làm rồi đi lung tung nó cháy nhanh á. Váy đi chị cỡ 55kg 1m6 ấy. Rồi, ở chân váy hả? Chân váy set, hả? Set à, set hả? Hết rồi. Set chân váy lớn rồi. Chứ còn xe nhỏ không hàng ăn đâu mà lần nào em xách về em sai nó một cái tí à. Xe nó toàn là eo 74, 72 đổ về không à. Rồi, chị nào cái này eo của nó 72 nha. Eo 72, chốt cho em màu xanh nè, 85k. Chốt màu xanh 85k cho em luôn. Eo nhỏ lắm. Tại vì eo nó toàn 72 đổ về không à. 72, 74 đổ về không à. Đây, ví dụ cái set này eo cũng nhỏ thôi nè. Set này eo cái số 8 rồi. Cái set này, đây. Cái này mở vừa nay em mặc cũng hơi chật á. Đây nha. Dung này eo vút thì cầm da mà không vừa rồi. Vừa thì cầm da nghe 74 hả? Mong có xếp sọc quá hít. 74 không vừa, có xếp sọc luôn. 74 vút thì cầm da không vừa đâu nha. Cái số 8 à. Rồi, chế nào ưng. Chế nào ưng cái bộ này màu đen, xe ít nè. Cái này bà gì khách mới, này mới bà mới chết không quên rồi ta. Bà gì nha, bà gì bà xe ít á. Bà chết gì đó. Rồi, chị đang cái bộ này cho em mà đen cho em.
Bà gì té nha, bà mới chốt hết. Bà gì nha, quay mất đây nè. Bà gì, bà khách mời mới chốt tức thì đây nè. Tại miếng rửa. Thì thở đi, bà thở ớt. Thở ớt, thở ớt. À, thở ớt, đây là xếp chân mấy hả? Cái bụng cái xếp chân mấy thì bà ớt vào vừa. Bộ này ớt, không bèm này ớt. Xếp nhỏ nè, yêu số 8 à. Còn bên đen ha, xếp đen. Còn bên xếp đen này đẹp lắm, mặt hơi bị cưng ha. Có cái dung nào L74 không cho Vũ Thi cùng ra một cái cho em? Có L74, đợi em xíu, đợi em đo. Có L74, bi nè, bi 74 nè. Bi 74 thì có cái hồng này coi. Set nè, bao nhiêu? Dạ, set 95k thôi, set An Đông cực đẹp. Set, set băng ức ngay ra số 8. Set An Đông L68 95k. Nè, mã. Nó có xảo đâu L74 nè. L74 nè, cái dung này L74 nè. Có hai màu. Be màu với màu xanh. Be màu. Ba màu luôn hả? Ừ. Hồng xanh cái gì? Hồng xanh với cái gì gì đấy em coi đi anh. Hồng nhớ. Xanh này. Cái be màu. Hồng xanh với cái gì nè? Be màu. Hồng xanh với lại à, xanh cô ban. Xanh cô ban. Xanh lá, xanh cô ban với hồng. Xét đen, xét đen, xét đen cho Tà Thị Hương này. Xét đen cho Tà Thị Hương. Tà Thị Hương quen quen. Đúng. Bé Hương là con tàu hả? Chứ ai nữa? Trời bé, ơi. Bé Hương xanh chưa? Bé Hương đang có bầu mà. Không biết. Bé Hương ơi đang có bầu nha, bé Hương kèm kèm phải không? Mua đường phải nào phải không? Con ngừa đó nha. L68 nha Hương nha. L68 á, Hương ngừa bây giờ. Cái này bao nhiêu? Dạ 95 á. Rồi dung dung L74. Dung L74. Chị nào lấy dung tìm màu cho em. Em lấy hồng. Hồng. Dung hồng. Ok, dung hồng cho Vũ Thị Cầm Giang nè. Dung hồng cho Vũ Thị Cầm Giang. Dung hồng cho Vũ Thị Cầm Giang luôn. Rồi, màu bao này. Nhiêu tiền? Dạ 95 hả? Dung 95. Dung này bán 95 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. 95k. 95k nhá Giang ơi. Rồi, giống như mình đang tưởng nói chuyện với mình đi. Phải vâng, L74 luôn. Trời ơi, em nói mà này mặc cái đồ này, em mặc cái này vừa khít luôn. Là eo em 74 luôn á hả? Dung L70 luôn rồi đấy. Đù ghê. Này mập như heo rồi. Rồi, chị đang ưng màu này. Đó, bi đẹp ơi là đẹp, cái 74 có túi đàng hoàng luôn mấy chị nhé. Có dây cột eo luôn ha. Cho nên chị nằm mà eo 40 à, vòng eo khoảng 60 mấy 62, 65 gì đó mình mặc vô tư luôn. Tại vì có dây thắt eo nha. Có dây thắt eo luôn mấy chị nha, rất là đẹp. Đó, xinh chưa? Mặc vô vừa khít người rất là đẹp ha. Đây bi bi thế này rất là dễ thương nè. Đó, chị đang ưng bi, chút bi cho em đi. Bi này bi thiết kế. Em nói thật bi nè, bắn lộ mấy chục ngàn luôn á mấy chị ơi, màu này lấy vô là 135. Nó đứng từ nãy giờ lấy vô là 135 không đi một lời mấy chị, nó là hàng thiết kế á. Đó là em bán một, em bán 95 là em lộ mấy chục ngàn luôn á. Zumbi. À bi có bi rồi nha, Zumbi cho chị Hiền Dinh nè. Bi cho Hiền Dinh. 95k hả? Dạ, bi 95k, có dây nè nè. Zumbi có dây. Zumbi có dây. Ê, có dây. Còn cái gì nữa không? Không biết là đã trôi về vòng là. Rồi, tiếp nha, Yếm nha, lên Yếm nha. À, em lên Yếm thì Yếm đẹp lắm. Lên Yếm nha, Yếm hơi bị đẹp luôn á. Cái Bích Phượng, ok, cái Bích Phượng còn cái bi của Bích Phượng ấy em ơi. Còn cái bi này cho Bích Phượng này. Đây, bi của Bích Phượng đây. Chị nào lấy bi đi, em bao bi hết toàn thể nha. Chị nào lấy bi thì có bi luôn. Đó, bà BB nè, giờ có coi không? Cho bà BB cái bi luôn. Lấy rồi. Bà BB lấy bi rồi. Ừ, lấy rồi. Bà mới hỏi kìa. Bà mới hỏi, bà tự chốt của bà ấy, bà mới hỏi kìa. Từng chưa có bi, chốt bi luôn. Rồi Yếm nha mấy chị ơi, xét Yếm nha. Em áo này mặc chung với Yếm một em áo giống áo dây nha mấy chị. Rất là mát mẻ, dễ thương luôn. Mấy chị cũng có thể phối về nhà, phối riêng áo khác của mình cũng được. Hay có thể phối chung áo len. Em nói thật cái mùa lạnh mà mấy chị mặc Yếm một cái áo len trồn nó đẹp. Nó đẹp ngất ngây luôn mấy chị. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đây, áo đen ha. Áo đen như này nha. Rồi chị nói Yếm. Chút Yếm kia. Nguyên cái xét Yếm luôn. Ủa Nguyên cái xét Yếm tay dài luôn. Xét Yếm tay dài giá của nó là 79k. Chị nói là Yếm chút Yếm 79 cho em này. Yếm 79k size M nha. Size M mét 6 khoảng 52 cân đủ về á, mét 6 52 cân. Yếm 79k. Yếm 79k chị. Yếm 79k. Trời ơi em đây cái này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Đẹp ngất ngây và tây luôn. Size L. Yếm cho che nút du nè.
Yếm cho chơi cây nhúc nhung 79k. Ủa mày sẽ bằng yếm nha, chứ bằng yếm. Ai cũng thích thấy con gái, ai cũng thích yếm hết, em cũng thích. Vậy hả? Ừ, chứ phải có mình chơi chen đâu. Anh cũng thích này. Anh cũng thích hả? Anh Giang cũng thích yếm. Rồi cái phường này, cái set này nha mấy chị. Cái set này tầm mấy 6 phải 50, 54, 55 con đủ về ha. Rồi, tối nay bà Bèo Tây mất ngủ đêm nay rồi. Rồi em bướm thử coi cho mấy chị coi nha. Yếm bao nhiêu đây em ơi? Cái set yếm xin này em luôn. Ơi. Dạ, yếm 79k. Yếm 79k. Ok. Yếm 79k. Em lấy bao nhiêu? Cũng 7 rồi. Không, cái yếm này có 69 thôi. 69k được ngay một yếm quần jean tầm CL mới 654 cân. Trông bụi phết nhở? Thôi bị bụi luôn á. Rồi cái này kéo khóa vô ha. Sao không kiếm váy Chanel 76 cho em chơi? Hay thế nào? Thế nào? Thế nào hỏi vậy? Chơi sting dâu, sao không kiếm váy Chanel 76 cho em? Đó, mấy chị thấy chưa? Yếm quần chế hiện dân kìa. 69k thôi. Hơi bị dị thương. CL mấy chị nha, em hơi rộng chút xíu. CL là mặt đẹp. Hiện dân một chiếc, còn một chiếc nữa. Đâu đưa anh khi nào? Đây. Hiện dân này. Sai lờ ơi, sai lờ ơi, Hoàng Hảo ơi. Hoàng Hảo mọc bị rộng không em? Sai lờ nha, cái này về mới chị thắt lại, cái này vô trong cho em nha. Nhìn trên 69 này. Ờ, đúng rồi, cái này thắt lại vòng rồi nó xuống dưới nè. Này nhít xuống vòng rồi, cái này nó xuống dưới ha. Rồi, comment yếm cho em luôn. Yếm quần jean nha, 65k một cái. 69k. 69k nha. Trời ơi, làm gì dữ quá trời. Thật là tổn thương. Ê, ê. Rồi, sai lờ nha, có phải sai, sai thì đừng quan tâm sai. Nói chung là ý em muốn nói là mấy 654 cân á. Mấy 654 cân đủ về nha. Em to hơn thật. Ok, à? Ok, yếm cho kéo, yếm cho Hoàng Hảo luôn. Cô bé mới vừa Hoàng Hảo chút CS rồi, chút cái gì vậy? Chút à, cái phải chút CM không CS rồi em à, chút CM hả? Ừ. Bà chút cho hay, bà chút cho bà ha. Không biết, chắc vậy. Hay là thích một, cái... một nhưng máy mà mấy cái xài mấy cái đồ jean này về mình ấy đấy được mà em mình bóp được dễ mà em một máy nhưng mà mấy cái xài giống ai trong máy của ai ta những chị liệu hả không biết đây mẫu này nhắc chị liệu mới nhớ hôm nay chị liệu không vô like của em gì lâu nay chị liệu đi đâu không biết rồi đi đâu thấy, đi về đâu cái này cái dung hả ta cái này đầm dung nè cái này đầm à cái này đầm một cái quần nó đầm một cái quần trong không sợ lộ hàng một này đầm có quần trong không sợ lộ hàng đó chứ nha không tùy đồ à thì nói gì à tùy đồ chứ sao biết sao lấy yếm đâu yếm này nó có cái ấy lên vai này không sợ tù chứ không à, đúng rồi. À. Ra là dứa hề chị nói không màu này CSM mà ok với chị ha 1m6 khoảng 50 cân đủ về chị nói không cái đầm em đang cập mặt này thôi mấy sáu sợ bị đụng quá tại vì nó có quần trong á mấy chị nó có quần này rồi mấy chị ơi chốt cho em tầm mấy 57 đồ về thôi 57 56 đồ về thôi ha mấy 57 56 48 47 cân không có xe nào của chị 47 56 cân đâu ở đợt sau đi Thảo để đợt sau đi à thì Thảo có cái xích len này nè Thảo có cái xích len nè á rồi chị nói không cái đầm có quần này comment cho em mạng số 289k chốt mà 289 kia mã số 289k này mà 289k giúp em đây size của chị Thảo đây mã số 289k nha size của chị Thảo đây nha đầm có quần trong nha mấy chế ơi hồi trưa đưa anh chế nào mà chốt được cái quần này mặc thích lắm đã hồi trưa em bán cái quần này có 39k này hồi trưa chế nào chốt được quần này thích lắm nha hồi trưa bán nhưng mà bây giờ mới quảng cáo bán hết rồi mới quảng cáo mã số 2 cho chị Ngọ Trâm này số 2 cho Ngọ Trâm bây giờ cái quần này em còn một cái size M á 39k chị nào lấy quần comment quần cho em size M thôi nhá đâu còn một cái đâu. Thôi có không có. Được giờ kêu nó cái tiếng chiếu ra đi có không có còn để với xích xuống không biết được rồi rồi chị Thảo mà vừa kéo lên đây Thảo hiền em lấy kìa hiền em lấy à hỏi okay. Từ đầu lai đến giờ luôn đúng thật bà đúng thật đó từ đầu lai cái quần đầu ra đến giờ ủa vậy hả ok nó lại cho bà hiền nha rồi chị nào lấy xích len này comment xích len cho em cái xích len này chị nào mua riêng áo em bán áo luôn nha tại vì cái chân váy này nó hơi bé cái áo to nhưng mà chân váy hơi bé cho nên chị nào lấy nguyên set thì comment set còn chị nào thích lấy riêng á thì comment cho em luôn em bán riêng luôn tại vì thích cái chân váy này nó hơi bé ha trời em vừa nói quần phát một
Chị chế comment quần rồi em quá trời. Hết rồi, hết quần rồi. Có một cái thôi hả? Có một cái thôi, chưa bán được, đâu, bán đâu, nhiều lắm. Đâu, đâu, từ từ tí em kiếm sau đi, đừng hỏi em dài nào ấy. Ờ, chế Hiền nha. Ừ, chế Hiền nó rồi, chế Hiền đi. Hiền chờ, Hiền chờ lấy quần. Thầy nó Hiền chờ lấy quần mới ghê. Trời, chế nào lấy cái kéo lên á, chút áo cho em. Lấy cái chân váy, chút chân váy. Áo, áo 50k. Đấy, nhìn này nha. Áo 50k chân váy. Ờ, chân váy 40k. Áo 50, chân váy 40 nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo, chút áo. Và chị đã lấy xếp len, chốt nhiều xếp 90k. Ủa là sao? Nhưng một xếp là 90k. Còn nếu mà lấy áo không á là áo 50. Còn chân váy là 40. Xếp len. Xếp len. Xếp len cho chân chân 518 này. Chân chân 518. Chứ chân chân nào á? Chân chân 518. Chứ chân chân. Chứ chân chân hay chuyển khoản á hả? Ừ. Cực cái gì? Đâu quá. Chân chân 518 nha. Coi màu đông này 95k. Cảm giác có lỗi phải không? Rồi đầm này nha, 95k. Chị nào lấy cái đầm này? Đầm này là eo, à gì ta? Xếp lên bao nhiêu tiền rồi em? Dạ, xếp lên 90. Cái đầm này là giá 130, chị ơi, xeo 95k luôn ha. Em mấy chị nào mua rồi biết ha, thì tại vì còn cái này bị bom ha. Em xeo rẻ á. Cái này bị bom bom bom, nên xeo rẻ nha. Đây, đằng sau lưng của nó cột dây như vậy hở nha mấy chị. Đằng sau lưng là hở cục dây dành cho chế nào thích mặc lưng hở nè. Em thấy nhà mình cũng nhiều chế thích mặc hở lưng lắm. À, ngực của nó là có mút ngực luôn nên mấy chị mặc đầm này không cần phải mặc áo ngực. Thầy Nguyễn Ngọc không nha. Không cần phải mặc áo ngực ha. Chân chân váy eo 68 vừa không chị? Chân váy nào? Chân váy eo 68 hả? Chân váy gì? Nguyễn Ngọc hỏi chân váy gì em ơi? À có mấy cái đồ bà Ngọc bán mặc vừa đi lên cho bà Ngọc này. Để em ơi. Chị nào lấy đầm đen chút mà đầm đuôi cá cho em đi chút mà đầm đen. Ngọc ơi, Ngọc lấy cái đầm này này Ngọc. À, mà bà ốm là bà mặc màu đen không ta? Eo bao nhiêu vậy chị? Eo bao nhiêu hả? Cái đầm đấy eo phi luôn. Tại vì đằng sau lưng nó có bo thun cho nên phi sai nhá. Cái lưng của nó phi luôn nha. Chân váy len chốt vô một set rồi. Chân váy len thì chốt vô một set rồi. Hết rồi. Nè Ngọc ơi, mấy bộ này nhỏ xíu Ngọc vừa nè. Anh kiếm nó không muốn mặc dây mặc quần không được không nhỉ? Cái nào á? Nào? À được, hình như được cái sao ấy, về gỡ dây ra được. Nếu mà được có là chế phải bóp cái lưng lại nhé. Tại vì cái lưng, cái dây nó giúp giữ cái lưng á. Cái lưng nó làm phi sai. Để cho chế mặc cái dây vô cho nó đẹp. Nhưng mà dây vô mô đen nha, nha chị Hoàng Hảo. Để nó dây cho nó đẹp. Trời ơi. Rồi, xếp này xếp. Trời ơi, ông ăn mặc hoài luôn á. Cô gà, ông ăn mê cái mức độ. Xếp theo. Comment theo cho em. Ôi, chào chị Thích Thức nè. Xếp theo xe S. Thì nó lấy theo chút theo nha, theo xe S nha chị nha. Theo rất là đẹp luôn nhưng mà xe S. Nhiều chế rất là thích nhưng mà không mặc vừa. Cho nên chế nó mặc vừa hút lẻ nha. Xe S theo tầm 65 đủ về thôi. Nên bập. Cái em mặc giả mang rồi. Cái em mặc giả mang. Em 65, Ngọc ơi, em 65 này Ngọc ơi. Mặc bao đẹp, không đẹp thì không lấy tiền nha. Rồi chốt cho chị mà caro. Mà có khi nào không lấy tiền đâu. Rồi chốt mà caro. Phải như bà Ngọc bảo không mặc sắc mắt thì sao á. Không mặc sắc mắt thì chốt nguyên một set. Chốt nguyên một set, còn cái áo thằng chị nha. Cái áo thằng chị nó không mặc sắc mắt, chốt nguyên set đi là áo thằng chị nha. Thằng anh đi. Rồi caro nha, chị nó lấy caro. Em 65, comment cho em mà caro là một em số là mấy 55 phải 44 45 cân gì đấy nhé. 44 đi, 44 cân. Chúc mà caro đi. Em 65 chúc caro. Caro nha, tán đừng có chiêu nữa. Nha. Đây nha. Đây nha. Đây nha. Ôi. Kề lông đất lở. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi áo đen dài nha mấy chị, phọc dài ha. Áo đen phọc dài. Chị ra lấy áo đen. Là em có lưng được qua trả nợ kìa. Ok. Nè, áo này em mặc đẹp lắm nha. Từ thôi. Rồi áo đen tay dài mấy chị ơi. Áo đen 49k, chị nào lấy lên comment mà len giúp em, mà len 49k phọc dài nha, tay dài phọc dài màu xanh đơn giản mà mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi phọc dài phọc vỗ quần luôn mấy chị, em mặc cái quần đùi này là cái áo len này vỗ quần luôn nha.
Rồi chị nào lấy lên comment là 59 giúp em. Có nuôi á. Mà 59. Mà 59 comment mà 59 giúp em nha. Mà 59. Chú nào 59 giúp em. Hàng tối nay tụt lung giái chị Thư Thích ơi. Mà 59 nha chị ơi. Chốt mà 59. Hàng hôm nay là tùm lum tùm la giá hết chị ơi. Áo là 59 đúng không? Dạ. Lên lên còn một, hiện tại còn sót lại một màu này thôi. Quên, lên 49 nhé quên. Thôi rồi. Em ơi, tóc kìa. Để like đã, ai sau nhé. Áo lên là 49 nha. Thôi, để like đã. Không nên đồ bộ đăng trên hình à. Đăng hết rồi, ôi, cái bộ đăng trên hình hiện nay cũng không một bộ. Em không dùng được một bộ nào mặc luôn á. Sao mà chế mua chị thế? Rồi cái đầm bi này á. Cho không ăn nó vậy đó. Khổ lắm. Cho không ăn khổ lắm. Rồi mà Bi, thì nó đây Bi chứ mà Bi. Thôi, em cho không thử xíu nha. Vừa ra cho nha. Em ra mở ra. Mà Bi móp luôn. Hết giờ rồi. Cho chị game móp luôn. Thôi để đứa đi kìa. Đứa nửa đi, Thảo để một đứa nửa đi, chứ nó to một rồi. Nửa đứa đi. Chị mất đều để một đứa nửa đi. Đứa này to rồi, để đứa nửa đi. Thì nó lấy Bi ha, Bi 69k mấy chị ơi. Thì nó lấy Bi chốt mà Bi giúp em nha, mà Bi bầu bí mắt đẹp lắm. Thì là bầu bí mắt đẹp lắm nha, chốt mà Bi giúp em. Bi bầu bí mắt bao đẹp luôn. Thứ 6 anh Giang chốt hết hàng cho em nha, em chuyển khoản trước. Ok bà. Cưng đi. Quần. Quên đứa nữa. Dạ. Bà Hiền kêu anh chúc mừng. Cảm ơn hả? Mạnh dữ gì tê. Ok. Rồi bầu bí mặt của Mon Che được luôn chị nha. Tính dù dù quá xuống lấy để dù dù quá lấy thêm cái bộ này nhưng mà không được. Ừ. Rồi, chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mà của nó là mã số 9. Chốt mà 9 cho em. Chốt mà 9. Mà 9 này bầu bí Mon Che được luôn nha mấy chị nha. Mà 9 69k luôn. Mà Bi 69, mà 9 69. Lấy 9 chút 9, lấy Bi chút Bi cho em nha. Bi chút Bi 9 chút 9. Bi chút Bi 9 chút 9 cho em nha mấy chị. Chốt bàn tay nha, bàn tay cho em offline. Ông em off sớm mấy chị ha. Ở thứ 7 có người có lấy. Ok Hiền ha. Của em chắc cùng dạ, bà ấy xuống lấy, dù bà ấy chốt thêm mấy cái mà bà ấy nhờ người qua lấy thì bó tay rồi. Mà 9 cho Vivi. Thấy thanh nếp chứ thanh nếp ơi. Chừng nào có về ba ta Thảo. Chị ơi không có về ba ta, sắp có về búp bê ha. Ngọc ơi Ngọc, chị sắp có về búp bê giống như đợt rồi, búp bê đá. Em chưa có con chị ơi. Em chưa có con. Cái thằng một cân ngồi này là con nuôi. Con nuôi mới nhận. Mới nhận. Con nuôi mới nhận thôi nhưng chưa nuôi được ngày nào hết. Mới nhận tức thì luôn. Rồi, offline, chơi game offline nha mấy chị ơi, chơi game tặng body ha. Chơi game tặng body. Hết sẽ lên rồi hả em? Chị ơi, sẽ lên hôm bữa bị bom có một xét à. Bị bom vào buổi sau đi, buổi sau em về sẽ lên tiếp cho em hú chị nha. Rồi, bây giờ em tặng quà đi. Tặng quà mấy chị ha, tặng một cái đầm body ha mấy chị. Rồi, đây mọc lên rồi đó. Rồi, comment liền cho em nhận đầm body nha mấy chị, đầm body sọc nha, nhận quà tặng body đầm sọc ha mấy chị ha. Mấy chị chuẩn bị comment con số cho em nè. Chơi cho em 20 số thôi cho nhanh nha mấy chị. Offline không đi nghỉ sớm nha. 20 số cho nhanh nha. Mấy chị comment cho em 20 số thôi. Từ số 01 tới số 20 nha. Từ số 01 tới số 20 mấy chị ơi. 01 tới 20 ha. Hết rồi chị Bùi thì cầm gian ơi. Cô Bùi như trước em mặc hết rồi. Thở ớt đầm body. Thở ớt lấy body á. Rồi chốt body cho thở ớt tặng cái khác nha. Tại body nó cũng hơi bé. Cái thở ớt mặc người á. Rồi chốt body cho thở ớt để tặng cái khác to to. Chỉ cho ai mang tưởng người ha. Rồi tặng nó ghê rồi.
đẹp đẹp tặng với chị nha, tặng cái dung đi, tặng một cái dung sọc hết 20 số, tặng cái dung sọc nha, tặng một cái dung sọc xinh đẹp, chơi 20 số thôi cho chị Lưu ơi, 20 số nha. Chị nào mà to cân hơn mà trúng á, chị nào mà cân nhiều hơn á, to con hơn mà trúng á thì em đổi quà cho ha, đổi quà. À, chị nào mà muốn, chị nào mà to cân hơn mà đổi quà là chấp nhận cái áo thun dùm em nha, chấp nhận một áo thun ha, tại vì hết size rồi, hết size mà chấp nhận áo thun ha. Rồi mấy chị comment ghê vậy, chưa kịp ghi số mà comment kích tế rồi, em chưa ghi số luôn, mấy chị comment dạ mang là chưa bắt đầu mà. Em chưa bắt đầu luôn mấy chị ơi, chờ em xíu để em ghi số đã. Dương quá à. Chơi lại nha, chơi lại nha. Chưa ghi số gì trơn á, mà comment quá trời quá đất rồi. Ghi thì hết số ra. Đổi số. Số 20 tới số số 40 thì 20 tới 40 nha. Đổi số, chưa ghi mà comment kỳ quá. Đây. Rồi mấy chị ơi, comment ơi, 20 tới 40 nha. 20 tới 40. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ra đi chơi. Ra đi chơi nè, ra đây cho mấy cô nhìn nè. Cho mấy cô ngắm đẹp trai, đẹp trai nhuyễn em đi. Trời ơi, 20 tới 40. 20 tới 40 giúp em ha. 20 chơi kia nút vu chưa đúng. Chơi cái nút vui chưa đúng nha. 21 chưa đúng. 27 chưa đúng. 22 chưa đúng. 23 chưa đúng. 25 chưa đúng. 11 chưa đúng. 23 chưa đúng. 44 chưa đúng. 20 tới 40 thôi Hoàng Hảo ơi, 40 thôi. 21, 26 chưa đúng. 13 chưa đúng. 24 chưa đúng. 23 chưa đúng. 29 chưa đúng. 25 chưa đúng. 24 chưa đúng. Xem chạy đẹp cái, chạy mất tiêu rồi Hoàng Hảo ơi. 24 chưa đúng. 33 chưa đúng. 40 chưa đúng. 26 chưa đúng. 39 chưa đúng. 35 chưa đúng. 37 chưa đúng. 39 chưa đúng, 28 chưa, 25 chưa, 22 chưa, 27 chưa, 30 chưa nha, 25 chưa đúng, 29 chưa đúng, 24 chưa đúng, 35 chưa đúng. Cố lên mấy chị ơi, cố lên, 20 số sẽ nhanh trúng thôi nha, 28 chưa đúng, 38 chưa đúng, 30 chưa đúng. Vị chế để ý bà sẽ đọc á, thì nào bán là một hồi tổng có 19 số rồi. 39 chưa đúng, 35 chưa đúng. Ủa, hai máy nó nhảy khác nhau luôn á. Đúng rồi, nhiên em ơi. Hai máy này nó nhảy khác nhau luôn á mấy chị. Hai cái máy này là máy á, máy này là máy nick khác ha. Còn cái máy chủ là nó nhảy khác luôn á. Bởi vậy mà theo máy chủ thôi nha mấy chị. 31 chưa đúng, 32 chưa đúng. A. À. Có mấy đúng rồi, 31 đúng chứ không phải là 31 chưa đúng nha, quay miệng. 31 chị 31 chị Hoàng Nguyễn comment trước cho anh Kim To. 31 chị Hoàng Nguyễn comment trước cho anh Kim To nha. Đây 31 chị Hoàng Nguyễn, Hoàng Nguyễn được thưởng quà nha. Chị anh Kim To hên nhưng mà comment sau mất chị Hoàng Nguyễn rồi. Chị Hoàng Nguyễn có, chị Hoàng Nguyễn, Hoàng Nguyễn hay chút hèn á. À, chị Hoàng Nguyễn ơi, chị Hoàng Nguyễn có số điện thoại lại chưa, cho em số điện thoại nha. Chị Hoàng Nguyễn bị mất số điện thoại đúng không? Ờ, có lại chưa, có lại thì book liền cho em để em alo ha, gửi hàng nha. Rồi, quà, món quà xinh đẹp này thuộc về chị Hoàng Nguyễn nha. Em offline mấy chị ha, offline nha. Bye bye mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon ha. Mấy chị ơi, chị nào cần trắng da thì inbox liền cho em nha. Từ hôm qua giờ quá trời trễ inbox em tư vấn luôn. Tại vì Tết sắp đến nơi rồi ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết. À, mấy chị không muốn em tư vấn kèm không, em lên luôn. Còn muốn hết là chị tiền dâu ơi. Các chị cũng muốn tư vấn kèm trắng da không? Để em lên kèm luôn. Còn không có thì để móp cho em lô óp sớm một bữa ha. Cái gì mấy chị ơi, chị nào mà cần trắng da inbox liền cho em nha. À, trắng phây, trắng body, trắng phây, trắng body, rồi trắng đủ thứ trắng hết á. Ờ, nha mấy chị. Rồi bây giờ em offline đi, chúc mấy chị ngủ ngon đi. Chị Hoàng Nguyễn có số điện thoại mới rồi nè. 07672. Đuôi là 079 á.